Thế mà ngày hôm nay chúng ta có một cái buổi Zoom vào buổi sáng như thế này là bởi vì tất cả các anh chị em đều đang rất là tập trung vào cái mục tiêu của mình là chinh phục những cái thứ tự gọi thứ hạng ở về trong sơ đồ trả thưởng, đặc biệt là những vị trí như là tư vấn viên trưởng. Thì đây là một trong những cái vị trí mà rất là quan trọng và dành cho tất cả các anh chị em khác. Thì mình vào là để mình có thể bắt đầu bắt nhịp được luôn. Nếu mà anh chị em nào mà đang di chuyển này, đang có công việc thì mình chỉ cần là mình tắt màn hình và mình nghe là được rồi. Còn tất cả những anh chị em mà đang chiến đấu full time á, thì đây sẽ là một cái phần mà Anna hướng dẫn chung. Cái phần này thì hiện tại á, thì để Anna chia sẻ một chút với những cái anh chị em mà mấy mấy ngày hôm nay mình không vào Zoom. Thì hiện tại chúng ta đang có một cái biệt đội đang đang thi đua với cái cuộc đua là mở 20 mã số trong vòng 30 ngày. Và sự thực mà nói thì chúng ta cần phải biết tận dụng một tháng. Tức là tháng này ngày hôm nay là ngày 16 rồi và chúng ta còn cả ngày hôm nay là 16 ngày để có thể làm, tháng này là 31 ngày. Và có rất nhiều anh chị em đang bị set một cái mục tiêu mà đang được set một cái mục tiêu cao hơn, đó là từ giờ đến cuối tháng bạn phải mở 20 cái mã số luôn. Thế thì ngày hôm qua chúng ta đã có một ngày triển khai về một cái chiến thuật mới và có rất nhiều anh chị em đang có sẵn những cái lời mà hẹn để gọi chia sẻ và đồng thời tất cả những anh chị em khác mà đang đang bắt đầu tìm hiểu và đang bắt đầu thực hiện những cái bước tuần tự để có thể có được doanh số và có được người mới, thì chúng ta cũng rất là cần một cái kỹ năng là làm thế nào để cái việc mà chia sẻ 1121 thành công và thuận lợi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái cách mà chúng ta sẽ làm qua video calling. Chúng ta có thể vẫn tiếp tục duy trì cái việc mà 11 hoặc là 21 với những anh chị em mà còn có thể di chuyển vào cái khu vực đấy của mình là khu vực an toàn, không có bệnh dịch, không có gì cả. Và trong một số trường hợp chị Anna bị bật tắt tiếng rồi, tắt tiếng rồi. Ok. Anna xin lỗi, Anna nói tiếp ạ. Và trong cái tình huống mà những cái người mà mình gặp trực tiếp họ không có cơ hội để mà gặp trực tiếp mình phải sử dụng một cái phương pháp là mình sử dụng online, và sử dụng online tức là qua video calling như thế nào cho hiệu quả. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận cái cách mà chúng ta nói chuyện hiệu quả qua video calling. Và các bạn ghi nhớ là chúng ta sẽ có khoảng 1 tiếng để chúng ta nói về cái phần này, và 1 tiếng tiếp theo là anh chị em sẽ có những câu hỏi hoặc những trải nghiệm nào đó. Anna nhẽ ra là ngay từ đầu thì Anna phải cho cái cấu trúc là anh chị em chia sẻ trước là mình đang gặp cái khó khăn gì, mà bởi vì là ở đây có rất nhiều anh chị em là đang di chuyển trên đường đi làm, cho nên sợ một lát nữa anh chị em sẽ không tham gia được cái phần mà gọi là phần hướng dẫn ấy, cho nên là Anna đổi cái phần hướng dẫn lên lên trước và anh chị em cứ cứ ghi chép lại, rồi một lát nữa chúng ta sẽ có cái trao đổi và trò chuyện. Thì Anna bắt đầu nhá. Dựa trên tất cả những cái phần mà mọi người vẫn inbox cho Anna và nói về về cái lý do tại sao mà đã có khách hàng người ta lắng nghe mình nói rồi mà khi mà mình chia sẻ thì mình lại cảm thấy là chưa tự tin lắm trong cái việc chia sẻ. Thế thì mình phải biết một vài những cái thông tin nó giống như là protocol ấy, nó giống như khi mình làm một cái gì thì mình cũng phải có một những cái checklist. Mình phải biết được là người ta sẽ cần quan tâm đến cái gì, người ta cần 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 phải nắm những thông tin gì thì mình chia sẻ nó sẽ thuận lợi hơn. Anna cũng đã quan sát rất là nhiều các anh chị em mà họ chia sẻ giỏi á, tức là chưa cần đào tạo, chưa cần hướng dẫn gì cả, người ta cũng chia sẻ rất là giỏi. Và mình phát hiện ra một số điều như sau. Thứ nhất là về thời gian á mà hợp lý cho một cái buổi mà chia sẻ qua video calling á, nó chỉ khoảng từ 15 cho đến 25 phút thôi các bạn ạ, chứ nó không thể dài hơn được. Khi mà người ta làm việc trên online thì nó khác với việc là mình gặp trực tiếp. Người ta có rất là nhiều thứ gây sao nhãng và ngay cả khi người ta bản thân người ta muốn là tập trung thì người ta vẫn có những thứ mà gây sao nhãng. Và mình hãy chú ý một việc là ngay từ đầu tiên khi mà nhớ lại cái câu chuyện mà chính bản thân mình bắt đầu làm việc, thì ngay những cái lần đầu tiên chính bản thân mình cũng chưa biết ý thức được là một cơ hội này nó tốt như thế nào, nó xứng đáng như thế nào và mình phải dành thời gian nghiêm túc như thế nào. Có thể có một số bộ phận khoảng 20% là họ đóng kín cửa phòng và họ ngồi họ nghe mình nói, nhưng mà đa phần các trường hợp ấy là họ vẫn đang ngồi ở trong một cái khoảng không gian nào đấy, đặc biệt là khi phải trông con nữa. Cho nên mình hãy làm sao để cái thời gian mình chia sẻ là 15 đến 25 phút thôi ạ. Anh chị em hãy nhớ cái điều này. Và trong 15 đến 25 phút đấy thì mình phải làm sao để họ
cảm thấy là cơ hội này là xứng đáng, là hợp lý. À, thế thì cái đầu là thời gian, cái thứ hai là mục tiêu của mình. Mục tiêu của mình khi mà mình chia sẻ thì cái mục tiêu của mình á là họ cảm nhận được. Họ cảm nhận được là xứng đáng. Cái cơ hội này là xứng đáng, và cộng với nhá là họ sẽ mở mã số. Được chưa ạ? Nó sẽ hơi đảo đi một chút so với cái cấu trúc mà chúng ta hay làm OPP thông thường. Ví dụ khi các anh chị em ở thành phố Hồ Chí Minh và Anna làm OPP thì thường là mình đưa đến đấy, xong người ta sẽ được xem video về vùng nguyên liệu, sẽ được xem rất là nhiều thứ, rồi người ta sẽ được nghe về bức tranh lớn, rồi sau đấy người ta sẽ quyết định là mở mã số, và chúng ta có khoảng một tiếng rưỡi để làm tất cả những việc đấy. Thế mà khi mà mình chia sẻ một như thế này, hoặc là hai một như thế này, mình không thể nào mà mình có thể dùng một tiếng rưỡi để nói với một người được. Nó quá là, nó gọi là thời gian nó quá dài. Và cho nên là việc của mình là gì? Là mình cung cấp thông tin để cho người ta cảm nhận đây là một cái cơ hội kinh doanh xứng đáng để làm. Và rồi á, sau khi mà xứng đáng xong thì việc của mình là mở mã số cho người ta. Và khi mở mã số cho người ta xong thì mình bắt đầu đưa người ta vào cái quy trình đào tạo. Và từ quy trình đào tạo đó mà vừa đào tạo, mình vừa điều hướng để cho người ta sử dụng sản phẩm. Ok chưa? Vậy là mục tiêu của chúng ta trong kết thúc được cái cuộc này là người ta sẽ cảm nhận được, người ta sẽ cảm nhận được là nó xứng đáng. Sau đó rồi á thì mình sẽ bắt đầu làm sao ạ? Mình sẽ bắt đầu mở mã số. Chờ Anna một chút, không cần phải ghi em đâu, chị có record lại. Chị có record. Và người ta mở mã số, và nhớ rằng là trong bất kể một cuộc gặp nào thì ngay từ đầu những người khách hàng mà nghe mình họ là những tờ giấy trắng. Cho nên ngay trong cuộc gặp đầu tiên, khi mà bạn có thể nói đến được cái bước là mở mã số thì bạn đồng thời phải nail luôn cái đơn hàng mà một người muốn kinh doanh sử dụng là 100 điểm. Đấy, ở đây Anna nói luôn này, nói luôn chỗ này để cho các bạn biết, vì các bạn cần phải hiểu tại sao mà chúng ta lại cần phải hướng dẫn cái người khách hàng và cái người tư vấn mới của mình như vậy. Lý do là như sau. Thứ nhất, ở đây chúng ta không có trải nghiệm sản phẩm để xem nó có tốt hay không, và để bảo vệ sức khỏe đơn thuần. Mà cái việc mà mình định hướng cái lý do của mình để người ta mua một đơn hàng 100 điểm là như sau. Khi mà mình bắt đầu kinh doanh, ngành nghề kinh doanh này là ngành nghề kinh doanh của sự chia sẻ. Và bởi vì nó là ngành nghề kinh doanh của sự chia sẻ cho nên sản phẩm phải tốt. Và sản phẩm phải tốt và nó bản thân mình phải cảm nhận được là nó tốt. Thì sau đó mình mới có niềm tin mạnh mẽ để mà mình hướng dẫn cho người khác. Đây là một cái lý luận mà mình chỉ cần nói trong một câu thôi. Và để có được điều đó, để có được cảm nhận đấy, thì theo kinh nghiệm của mình và kinh nghiệm của những anh chị em đang kinh doanh ở trong hệ thống, thì một cái combo đơn hàng nó rơi vào khoảng quãng chừng 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 7 là đủ cái lượng sản phẩm để bạn có thể cảm nhận được hiệu quả của toàn bộ một cái chương trình sản phẩm đúng với cái tiêu chí của Siberian, đó là thanh lọc năng lượng và cân bằng. Thanh lọc năng lượng và cân bằng chính là một điểm mà tạo ra sự khác biệt của Siberian với bất kể một cái công ty nào khác đang có mặt ở thị trường Việt Nam, hay bất kể một cái nhãn hàng gọi là sách tay nào đó mang về. Và chúng ta cần phải nói rõ cái việc là mình phải một sản phẩm của mình thì giá nó rẻ thôi, và việc của mình là kết hợp những sản phẩm để người ta có thể thanh lọc được ở cấp độ tế bào, làm sạch bên trong cơ thể, rồi sau đấy bổ sung dưỡng chất để giúp cơ thể có thể tái tạo năng lượng, hoạt động cho nó tràn đầy năng lượng và bổ sung dưỡng chất cho các cơ quan có thể hoạt động được đúng chức năng. Và rồi cuối cùng là cân bằng lại, tức là nôm na cái gì thừa bỏ đi, cái gì thiếu bổ sung. Và từ đó mà mình sẽ có cái cảm nhận rất tốt. Và từ cái cảm nhận rất tốt đó, nếu mình dùng bộ sản phẩm là khoảng 100 điểm, là từ 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 7, thì nhất định là các bạn sẽ có một cái niềm tin nhanh chóng và sẽ có một cái cảm nhận kết quả nhanh chóng chỉ sau từ 1 đến 3 ngày, và có những bộ là khoảng sau khoảng 1 tuần. Đó. Ok, nếu anh chị em thấy rằng cái chỗ này ok rồi, mình giơ ngón tay cái ạ. Rồi, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Trong trường hợp mà các bạn có ai đó đã
nói chuyện sau 15-25 phút mà họ quan tâm đến việc mở mã số thì các bạn phải neo luôn cái chỗ mà 100 điểm này. Các bạn phải neo luôn. Và nếu bạn nào chưa biết nói cụ thể như thế nào thì các bạn chỉ cần sử dụng đúng những câu mà Anna vừa sử dụng thôi. Anna sử dụng những câu này trong suốt những cái người mà Anna chia sẻ, cái tỷ lệ chốt của Anna là 98%. Tức là cả cái trong suốt gần 6 tháng qua Anna chia sẻ thì Anna chỉ bị trượt đúng 2 người thôi. Đó, các bạn hình dung là cái con số mà tôi chia sẻ mà 1-1 thì nó cao như thế nào, bởi vì tôi nói vô cùng ngắn gọn và đơn giản. Ngày hôm nay thì sau khi mà kết hợp với bài của mình và tôi quan sát lắng nghe một số anh chị em chia sẻ thì tôi đúc rút ra được cái này để cho làm một cái công thức cho anh chị em chúng ta làm. Vậy là chúng ta sẽ đi được mục 1 là thời gian của nó 15 đến 25 phút, mục 2 là cái mục tiêu của cái buổi mà mình sẽ chia sẻ với khách. Rồi bây giờ đến cái số 3. Cái số 3 là khi mà trình bày thì chúng ta sẽ trình bày như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta trình bày như thế nào? À, có rất nhiều anh chị em hiểu hết rồi, và bên trong mình cũng có hết kiến thức mình mài dao rất là kỹ rồi. Thế mà cái việc mà mình triển khai thì mình vẫn đang còn hơi sợ một xíu. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cung cấp cho nhau một cái giống như là một cái flow mẫu. Rồi anh chị em sau khi mà tự mình làm theo cái flow mẫu đấy thì mình hiểu rồi, thì sau đó mình sẽ tự điều chỉnh thêm cả cái phần cá tính của mình vào để mình tạo thành một cái nội dung của riêng mình trong cái flow mẫu đấy. Ok chị ạ? Vậy nè, trước khi mà mình nói đến trình bày như thế nào thì mình phải hiểu được cái thứ quan trọng nhất khi mà mình trình bày với một người. Người này có thể là quan hệ nóng, người này có thể là quan hệ lạnh, người này có... Nếu quan hệ lạnh thì chắc chắn các bạn cũng đã phải nhắn tin cho người ta 1 đến 2 lần nó mới dẫn đến được một cái cuộc gọi video calling. Cho nên một khi mà người ta đã nói chuyện với các bạn từ 1 đến 2 lần rồi thì người đấy không còn gọi là quan hệ lạnh nữa. À, mà người đấy là một người đang chuẩn bị để tìm hiểu series. Cho nên nếu đến được cái bước là ra được cái cuộc gọi thì có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là các bạn không còn phải lo lắng đến cái việc là nó là quan hệ lạnh hay là quan hệ gì nữa. Mình hình dung chưa? Và đến lúc này mình phải loại bỏ ngay trong não bộ của mình, đây là những người lạ, loại bỏ ngay. Vì nếu mình định vị họ là những người lạ thì thông thường chúng ta không chia sẻ chân thành, chân thật, đúng cái con người của mình với người lạ. Đó, chúng ta ở đây nhá, lưu ý nhá. Để mà một người sẵn sàng kết nối với mình thì ngay trong một lần đầu tiên khi mình có cơ hội nói chuyện với người ta thì bản thân mình phải thể hiện được con người thật của mình cho người ta. Thông qua cái câu chuyện, thông qua cái nội dung thì mình phải thể hiện được điều đó. Cho nên là một khi mà đã xác lập được cuộc hẹn thì đầu tiên mình phải mặc định là tất cả những người dù quen hay là không quen đều là những người muốn được mình chia sẻ cái thông tin về cơ hội kinh doanh này. Là bạn chỉ có một đối tượng thôi, chứ lúc này bạn không còn có đối tượng là lạ hay là quen nữa. Đấy, anh chị em lưu ý kỹ cái điều này. Ok chưa ạ? Và ngay cả người quen của mình, đối tượng người quen của mình, nếu đối tượng người quen, Anna có một chiến lược cho các bạn là chiến lược thầm thì thầm. Tức là có những đối tượng mà quen đến cái mức độ mà bạn chỉ cần nói là bạn đang làm cái gì, người ta đã ủng hộ bạn rồi, thì đối tượng đấy là mình có thể là mình chưa nói đến trong đây, mà cái bởi vì đối tượng đấy thì quá dễ. Và những cái đối tượng mà cũng là quen mà 5 năm, 10 năm, 2 năm, 1 năm chả bao giờ mình có một cuộc trao đổi chia sẻ với nhau thì cái đấy cũng lạnh ngắt rồi. Cho nên là mặc dù là biết nhau, mặc dù là có theo dõi nhau, tuy nhiên là mình cũng thừa hiểu rằng là người ta cũng chẳng có thông tin gì gọi là sâu sắc về mình. Và mình cũng không vì cái quen đấy mà mình nói chuyện với người ta mà nó bị vắn tắt quá, mà mình vẫn phải đưa người ta vào một cái quy trình chia sẻ chuẩn trong vòng 15 đến 25 phút. Đó, cho nên là đến cái bước này rồi, Anna nhấn mạnh lại một lần nữa, sẽ không còn khái niệm là quen hay không quen, mà chỉ còn có một cái khái niệm thôi, đó là những người đang chờ mình chia sẻ cái thông tin về cơ hội kinh doanh này. Đó, thì cái này là cái mindset là nó rất là quan trọng, anh chị em biết cái điều đấy. Cái điều số 2 về mặt mindset, tất cả chúng ta khi mà chúng ta bắt đầu chia sẻ thì thường
chúng ta hay chuẩn bị là thông tin, xem lại thông tin về sơ đồ trả thưởng, xem lại thông tin về sản phẩm, xem lại thông tin về cách xử lý sự từ chối, xem lại tất cả những thông tin mà thuộc về kiến thức và kỹ năng. Thế mà chúng ta hãy nhớ rằng là cái thứ để một con người quyết định sẽ làm với bạn ấy, nó không phụ thuộc vào công ty đấy, nó không phụ thuộc vào sản phẩm đấy, nó cũng chẳng phụ thuộc vào một cái quy trình gì đấy mà nó chuyên nghiệp, mà nó phụ thuộc vào cái niềm tin của bạn. Cho nên là gì, trước khi mà bốc máy lên để mà chia sẻ với bất kể một ai thì cái thứ mà bạn cần phải tạo cho mình là cái niềm tin, cái sự tự tin của bạn là rất quan trọng. Đó, cái sự tự tin của bạn quan trọng hơn bất kể một cái nội dung chi tiết nào. Cho nên việc của mình là mình chuẩn bị cái sự tự tin, và giai đoạn này thì chuẩn bị này nó còn quan trọng hơn rất là nhiều so với việc những gì mà bạn, nội dung mà bạn sẽ nói trong cái buổi trao đổi đấy. Thế thì một người khác nhau với người kia không phải là vì kiến thức, không phải là vì background, không phải là vì kỹ năng, không phải là vì kinh nghiệm, mà người ta khác nhau là bởi vì năng lượng. Và cứ năng lượng của người nào cao thì người đấy sẽ truyền được năng lượng xuống cái người thấp. Và vô hình chung lúc đấy một cái công dụng phụ là mình sẽ có thể đồng hành, rồi đồng thuận với người ta, và mình dẫn dắt người ta. Ở đây không có nghĩa là mình muốn tạo ra những cái gì đó để mình có thể mình dụ dỗ hay là gì cả. Đấy, những cái từ đấy là những cái từ mà nó chúng ta không cần phải dùng đến. Vì chúng ta phải tự tin là trong tay mình đang có một cái phương tiện, một cái công cụ mà bất kể một ai khi người ta nghe, người ta đều xác định được cái này là xứng đáng. Bất kể một ai, người ta đều xác định là như vậy. Và sau đấy việc của mình là gì? Việc của mình là hướng dẫn người ta cái cách để người ta có thể được tự đào tạo thì đúng hơn. Thế thì khi mà mình đã hiểu được cái cơ hội ở trong tay của mình, nó là một món quà thực sự, nó là một cơ hội quý thực sự, thì tự nhiên bạn sẽ tự tin. Bạn sẽ tự tin với cái thứ mà bạn đang giới thiệu ra cho với tất cả mọi người. Thế thì cho nên nếu ai mà cái phần này mà còn cảm thấy cấn, còn cảm thấy là mình chưa thoải mái cái mồm của mình khi mình nói, thì mình hãy trao đổi với cái người hướng dẫn của mình. Trao đổi cho đến khi nào mà cái mồm của mình nói ra câu nào ấy, mình biết lời nói của mình có thể còn vụng về, thế nhưng mà ở trong đấy là chứa đựng một cái niềm tin rất là chắc chắn rằng là sau khi rèn luyện khoảng một tuần thôi thì tôi sẽ không còn vụng về như thế này. Bởi vì thứ mà chúng ta tìm hiểu đơn giản chỉ là luật chơi thôi. Ok chị ạ? Cho nên là anh chị em hãy ghi nhớ cái thứ rất là quan trọng. Đó là đối tượng thì mình chuyển về chỉ một nhóm, một đối tượng thôi, là những người đang tìm hiểu. Và cái số 2 là niềm tin. Cái niềm tin của mình, cái niềm tin ở đây nhá, thì ý là mình phải niềm tin là trong tay mình đang có một cái cơ hội chắc chắn. Chắc chắn. Và bạn phải biết rằng là nếu không có đại dịch corona thì cái cơ hội của chúng ta đã rất là hiếm có rồi. Và bây giờ khi có thêm đại dịch nữa, khi mà tất cả các quốc gia đang đóng cửa biên giới và hàng hóa lưu thông khó khăn, nguồn hàng từ Trung Quốc không có nữa, thì chúng ta đang có những cái lợi thế rất là rõ rệt. Chúng ta đang có những lợi thế rất là rõ rệt. Cho nên là anh chị em hãy cần phải lưu ý chặt chẽ cái việc này. Lưu ý chặt chẽ cái việc này. Và thêm một cái thứ nữa để niềm tin của các bạn trở nên mạnh mẽ. Đó là các bạn có thể hướng dẫn mọi người làm online đúng như cái cách mà mình đang hướng dẫn. Đúng như cái cách mà mình đang hướng dẫn. Rồi ok. Vì thế cho nên là các bạn cần phải chuẩn bị. Trước khi nó đến trình bày như thế nào, thì cái bước 3.1 là các bạn cần phải chuẩn bị cái mindset, cái tư duy cho mình. Rồi ok, bây giờ này, vào, anh chị em hiểu rõ cái phần này rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần một cái cấu trúc của một bài trình bày như thế nào. Anh chị em đã hiểu rõ và đã sẵn sàng rồi, giơ ngón tay cái cho Anna biết đấy ạ. Ok, Anna cho ít anh chị em tương tác bởi vì đang muốn tiết kiệm thời gian cho những chị anh chị em mà đang đi trên đường, đang đi trên đường mà nỗ lực mà nghe. Rồi ok, bây giờ nhá, bây giờ đến phần trình bày như thế nào. Trình bày như thế nào thì mình hãy nhớ rằng là lạ hay quen, thì cái câu số 1 là câu giới thiệu về background của mình á, là mình sẽ làm trong từ 1 cho đến 3 câu thôi. Tức là cái cấu trúc trình bày luôn luôn là bạn phải biết cách kể chuyện, câu chuyện của bạn, rồi sau đấy bạn mới nói đến những thông tin của công ty. Chứ nếu mà mình đùng vào một cái mà mình vào ngay cái phần giải pháp là không ổn rồi. Cái này là trong Rick Came hoặc là trong bất kể một cái phần hướng dẫn nào của đội nhóm thì Anna cũng đã hướng dẫn. Chỉ là khi mà đưa lên online thì mọi thứ nó cần phải ngắn gọn và đơn giản hơn. Chứ còn cái cấu trúc thì vẫn thế.
Thế thì trong cái câu chuyện của mình thì mình có thể nói một câu là chào các bạn, tôi là Anna và rất là vui là được có cái cơ hội mà chia sẻ với bạn về cái mô hình kinh doanh này. Đấy, thế bắt đầu hai bên chào nhau xong thì nếu người đấy là người quen thì mình sẽ nói rằng là hôm nay thì em muốn chia sẻ với chị một chút, vì là trước đây chị cũng biết là em đã làm cái công việc gì rồi, và chị cũng có thể thấy rằng là em làm rất là chăm chỉ này kia và đợi họ tương tác. Và đương nhiên thì là mặc dù khi mình làm như thế mà cái công việc của mình nó chưa thăng hoa được, và rồi sẽ đã có những lúc mà cảm thấy là mình rất là chịu khó, rất là chăm chỉ mà sau cái kết quả đưa về nó không như ý, thì em mới tìm tòi, em bảo là không biết là cái sự lựa chọn của mình nó có nhầm không. Và sau khi tìm tòi ra thì em mới phát hiện ra là cái sự lựa chọn của mình nó chưa phải là một sự lựa chọn có thể cho mình được kết quả ngay trong vòng 1 năm, 2 năm và 5 năm tới. Nó có thể đưa ra kết quả nhưng mà nó là nhiều năm sau. Và từ đó mà em tìm ra được cái cơ hội series này. Đấy. Nếu mà tôi mà chia sẻ 1-1 hay 2-1, tôi chỉ nói ngắn gọn thế thôi. Và tùy cái đối tượng mà người ta thân ở mức độ nào thì bạn có thể thêm một đến hai cái câu nữa, mà mình nói cái phần này ngắn gọn và xúc tích, không có lan man về phần này nhiều, không có quá nhiều nước mắt, không cần phải là có quá nhiều cảm xúc gì dữ dội ở đây, mà việc của mình là gì, là làm sao đấy ngắn gọn, xúc tích và hiệu quả truyền đạt được thông tin. Và đương nhiên mình video calling là để người ta thấy được cái ngoài cái việc nghe được tông giọng của mình, người ta thấy được cái ngôn ngữ cơ thể, thấy được cái nét mặt của mình, cho nên rằng là nó sẽ tăng thêm được cái tính thuyết phục. Không có nghĩa là mình chỉ cung cấp thông tin rời rạc mà không có cảm xúc, mà có nghĩa là chúng ta cung cấp thông tin như vậy mà một cách có tiết chế để cái quá trình này nó được đẩy ra đi nhanh hơn. Thì sau khi bạn nói như thế xong với người quen, thì bây giờ giả sử là với người lạ. Với người lạ thì bạn phải giới thiệu kỹ hơn một chút, là ví dụ xin chào Kiều, như những cái thông tin mà Anna đang public ở trên Facebook á, nếu mà Kiều có thời gian tìm hiểu kỹ hơn một chút thì cũng sẽ thấy, thì Anna vốn dĩ là một người mà làm về dinh dưỡng và cũng đã từng có một công ty làm về làm mở doanh nghiệp của mình. Hoặc ví dụ Kiều sẽ nói rằng là xin chào Anna, Kiều thì là một chủ, hôm nay rất là vui được kết nối với bạn, thì giới thiệu bản thân mình một chút để tụi mình làm quen nhé. Thì Kiều là chủ của một doanh nghiệp kết sắt đấy, và thế này thế kia, tức là mình nói sơ qua để họ biết về background của mình, và mình không nói quá xa đà, mình chỉ cần dùng khoảng 2 đến 3 câu để nói cho cái phần này thôi. Đấy, và sau đấy mình bắt đầu chia sẻ là rõ ràng là tôi cũng đang làm công việc cũ của tôi, và ý là mình chia sẻ đến những cái thứ mà mình chưa thích, hoặc là mình muốn làm mà mình chưa làm được với công việc cũ. Ý ở đây là mình muốn chia sẻ cái đấy, và vì thế cho nên mình mới đưa ra được một cái suy nghĩ là mình cần phải tìm hiểu một cái mô hình nào đấy khác cộng thêm vào, hoặc là khi mình thấy những gì mình đang làm là chưa ổn thì tình cờ lúc đấy rất là hữu duyên mình lại nhận được một lời chia sẻ của một ai đó, cũng giống như ngày hôm nay mà mình lại chia sẻ với cái bạn mà mình đang nói chuyện. Ý của mình ở đây là như thế. Và các bạn nhớ rằng là khi mà nói online thì mình chỉ cần nói ngắn gọn 2-3 câu thôi, chứ mình cũng không dài dòng luôn. Càng ngắn mà cái năng lượng của mình cao thì họ càng có khả năng tập trung chú ý. Nói online mà còn dài dòng thì rất là khó để người ta tập trung, ngay cả khi năng lượng của mình cao, không có lan man. Rồi sau khi nói như thế xong thì bắt đầu nói đến giải pháp, nói đến giải pháp series. Thế thì khi mà nói đến giải pháp series thì bạn sẽ cần phải quan, trước khi mà bạn nghĩ đến là bạn nói cái gì, thì mình sẽ cần phải quan tâm là khách hàng họ thường thích cái gì, khách hàng họ thường muốn nghe cái gì, khách hàng họ thường quan tâm đến cái gì. Bây giờ Anna sẽ mở mic cho các anh chị em, và các anh chị em sẽ ghi lại cái ý kiến đóng góp của người bạn của mình, là khách hàng người ta thường quan tâm đến cái gì khi người ta tìm hiểu. Trong vòng một câu thôi mình nói được người ta quan tâm đến cái gì ngắn gọn ạ. Nào tất cả các anh chị em mình có thể, ai có ý kiến gì mình có thể mở mic. Bản thân mình là một khách hàng, mình quan tâm đến cái gì khi mà tìm hiểu một mô hình kinh doanh? Nào, anh chị em mở mic đi ạ. Mời Hiếu Dung ạ.
Mình thấy là khi mà chia sẻ với ai về cái cơ hội kinh doanh của mình thì phần lớn là người ta hay quan tâm đến cái sản phẩm nó có tốt hay không. Ừ, khi mà nói ấy, thường thường bữa giờ mình chia sẻ thì mình thấy là bắt đầu chia sẻ với người ta thì người ta nói cái câu rằng là để coi sản phẩm nó có tốt hay không đã. Ok, sản phẩm có tốt hay không? Cảm ơn Hiếu Dung. Rồi anh có anh chị em nào khác có ý kiến không ạ? Anh có ý Trinh. kiến. Trinh, mời Trinh. Khi mà Trinh chia sẻ thì khách hỏi một cái câu đó, thế nào để làm được, Làm thế nào để tức làm được? là giống Rồi. như là Làm thế nào để có thể làm bắt như thế đầu? nào để mình nói chung là đúng rồi, Để bắt đầu để có thể kinh doanh. Đúng không? Rồi, đúng cảm ơn rồi, Trinh rất nhiều. Anh Chiến đúng rồi. ạ. Anh thì có anh cũng chia sẻ cho khách mà Nãy khách em hỏi chị. kiểu là hỏi giá của sản phẩm thì anh cũng đưa giá, nhưng mà anh cũng đưa giá cho họ về kinh doanh thì chị Tức là khách của anh Chiến là quan tâm đến giá đúng không ạ? rồi Ok. tâm Rồi. đến giá. Rồi ok. Cảm ơn anh Chiến ạ. Còn anh chị em nào khác ạ? Alo, khách em có nghe đến Chào Quỳnh Hoa. Khách của em thì có quan tâm đến việc là khi mình làm công việc này thì ở cái mức thu nhập mà mình đưa ra cho họ lựa chọn là 40 triệu hay 100 triệu thì bao nhiêu lâu họ đạt được? Là cái và cái là thực sự là làm công việc này thì họ có kiếm được cái số tiền như là mình chia sẻ hay không? Thực tế hay không? Ok, cảm ơn Quỳnh Hoa. Rồi ạ, còn anh chị em nào khác ạ? Chính sách và sơ đồ trả thưởng đó chị Anna ơi. Chính sách và sơ đồ trả thưởng. Ok, cảm ơn Hiệp. Còn anh chị em nào không ạ? Còn anh chị em có ý kiến nào mà những cái gì mà khách theo anh chị em nghĩ là họ quan tâm và cũng như là thực tế mình triển khai ở trong thời gian vừa qua thì mình cũng thấy là khi chia sẻ thì người ta quan tâm đến cái gì? Còn anh chị em nào có ý kiến khác? Hết chưa ạ? Anna tổng kết lại nhá. Sản phẩm có tốt không này, làm thế nào để có thể bắt đầu kinh doanh này, giá của sản phẩm như thế nào này. Bây giờ nếu nói rằng người ta dành dành 6 đến 8 tiếng mà người ta làm để có mức thu nhập 40 đến 100 triệu thì bao nhiêu lâu người ta đến đấy nè, rồi có thực sự là sẽ kiếm được tiền như thế không hay là chỉ bốc phét nè, rồi chính sách hoa hồng và sơ đồ trả thưởng. Ok, thì anh chị em cũng thấy rồi đấy, suy cho đến tận cùng, suy cho đến tận cùng, họ chỉ có từng đấy thứ để quan tâm thôi, đúng chưa ạ? Tôi nhắc lại một lần nữa này. Suy cho đến tận cùng, khách hàng của chúng ta, những người mới của chúng ta sẽ hỏi các bạn một trong những câu hỏi đấy. Sản phẩm có tốt không? Làm thế nào để bắt đầu kinh doanh? Giá của sản phẩm như thế nào? Thu nhập 40 đến 100 triệu thì bao lâu thì có? Và có thực sự là có không hay là bốc phét? Chính sách hoa hồng và sơ đồ trả thưởng như thế nào? Đúng không ạ? Thế thì bây giờ thế này này, cái cách để mà mình có thể luôn linh hoạt là các bạn cần phải chuẩn bị hết tất cả các kịch bản. Ngay cả bản thân Anna cũng vậy. Khi mà mới bắt đầu một công việc gì đấy thì Anna luôn có những cái câu trả lời sẵn cho những cái thắc mắc này, và tôi thường phải để một cái tờ giấy trên mặt trước mặt tôi ấy. Tại vì tôi sợ là tôi sẽ không thể nào mà lấy thông tin ra nhanh được. Cho nên là tôi để trước mặt tôi để tôi liếc một cái, tôi biết là cái từ khóa là gì mình cần phải nói rồi. Và cái lúc mà với mỗi ý này có những thứ sau: một là bạn phải có câu trả lời sẵn cho những cái thắc mắc này. Cái số 2 là gì? Với mỗi câu trả lời sẵn, bạn trong cái đấy bạn phải biết nhấn vào cái từ khóa mà họ quan tâm. Cái từ khóa mà họ quan tâm, họ nói sản phẩm có tốt không á, nếu mà chúng ta trả lời không đúng vào cái từ khóa mà họ quan tâm thì nó vẫn không tạo ra được cái chuyển đổi cao. Cho nên là cái từ khóa mà họ quan tâm là cái thứ mà rất là quan trọng để mình phải đánh giá. Thế bây giờ nhá, chúng ta sẽ cùng nhau đi lần lượt tất cả những thứ này. Đi lần lượt tất cả những thứ này thì anh chị em nhà mình chia sẻ cỡ nào cũng ngon cả. Nói đúng từ khóa là họ không còn thắc mắc nữa luôn. Rồi bây giờ nhá.
sản phẩm có tốt không? Nào, anh chị em nào mà chỉ trong vòng một câu mà nói được sản phẩm có tốt không và thấy rằng là người ta sẽ quan tâm đến cái phần gì ở chỗ này thì mình có thể bật mic ạ, rất là nhanh chóng. Nếu mà hỏi sản phẩm có tốt không thì chúng ta nên trả lời từ khóa gì? Ai ạ? Trên nói nè. Ok. Sản phẩm có tốt hay không, tức là như bạn nhìn thấy là nếu như một cái sản phẩm mà đến từ một vùng đất sạch, nước sạch, không khí sạch thì là một cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm như vậy thì bạn nghĩ là nó có tốt hay không? Hoàn toàn rất là tốt. Trinh hay nói vậy. À, ok, cảm ơn Trinh. Rồi. Em chị ơi. Ok, Hiệp ạ. Thì thường thường em hay nói là đúng rồi chị. Chị như em trong thời gian đầu em cũng nghĩ như vậy á, nhưng mà khi mà em tìm hiểu kỹ á thì em nghĩ được là tại vì nếu mà một cái dòng sản phẩm nó tốt hay không á thì nếu mà nó không tốt á thực sự nó sẽ không thể nào tồn tại được trên 2-4 năm trên thị trường quốc tế, và nó đã được bán ở 65 quốc gia rồi. Và đặc biệt là đó là thương hiệu này đã được vô Đức và Mỹ. Và đây là hai thị trường cực kỳ khó để mình đưa thực phẩm chức năng uống vô cơ thể, và nó vô Việt Nam mình đã giúp được rất là nhiều người ở Việt Nam rồi. Cho nên đây là giống như là cái hãng điện thoại iPhone hoặc Samsung á, mình thấy cái nào phù hợp mình sử dụng thôi, chứ về tốt hay không thì thực sự là kết quả nó sẽ đối với trên mạng rất là nhiều cái kết quả của Spy rồi. Những cái thứ hơn. Ok, cảm ơn Hiểu rất nhiều. Cảm ơn Hiểu rất nhiều, rất là hay. Rồi ạ. Còn anh chị em nào chia sẻ ạ? Cảm ơn ạ, mời chị Thúy ạ. Chị thì chị hay sẽ hỏi lại cái định lượng tốt của họ là cái gì. Vậy theo anh chị thế nào là tốt? Đối với anh chị thì tốt là nó có thể những cái tiêu chuẩn nào? Xong sau đấy, sau đấy để chị biết rõ thêm về cái việc là người ta quan tâm đó, đến cái gì mà... trong cái phần tốt đúng không ạ? Alo ạ, chị Thúy ạ. Chị Thúy còn chia sẻ không ạ? Chị Thúy còn chia sẻ không? Chị Thúy ở đây mà. Rồi ok. Cảm ơn chị Thúy rất nhiều ạ. Vậy còn anh chị em nào có cái ý kiến trả lời cho cái phần tốt này ạ? Sorry, nãy chị có điện thoại. Không biết nãy mọi người có nghe được hết không ta? Nghe được đến cái chỗ mà giống như kiểu là như thế nào là tốt á, tiêu chuẩn nào như thế nào? Thì ý là mỗi người sẽ có một cái định lượng, một cái tiêu chuẩn tốt khác nhau á, cho nên nếu mà mình hỏi như vậy á, thì chắc chắn những cái tiêu chuẩn của họ mình sẽ có để mình đáp ứng theo đúng cái của họ. Ví dụ như đối với họ tốt sẽ là uống vô cảm nhận được liền hay như thế nào á, thì như vậy mình sẽ có một cái câu trả lời đúng với lại cái ý muốn của họ hơn. Đó là ý kiến của chị. Dạ, cảm ơn chị Thúy. Rồi tiếp ạ. Anh có anh chị em nào khác không ạ? Anh chị em nào khác còn chia sẻ ạ? Ok, rồi bây giờ Anna đi đến tổng kết nhá. Mình sẽ lấy một cái thứ là cái thứ tốt này này. Ở đây á, có một cái video có tên gọi là 6 bước xử lý sự từ chối. Làm việc với ý kiến phản đối của anh Trương Huy Cường, và Anna đã cho hết vào cái tài liệu quy trình đào tạo người mới. Và anh chị em phải xem đi xem lại cái này. Tại vì là gì? Tất cả những thứ này á, nếu mình có một cấu trúc chuẩn nhất là nó nên luyện tập từ cái cấu trúc của 6 bước xử lý tự chủ từ chối hay là làm việc với ý kiến phản đối. Thì các bạn thấy này, dựa vào tổng hợp tất cả những ý kiến mà anh chị em chia sẻ ở đây thì mình sẽ phải biết rằng là cái đầu tiên là luôn luôn phải đồng thuận với họ. Giống như bạn Hiệp, bạn nói một câu rất là tự nhiên như hơi thở là ừ đúng rồi đấy chị, ban đầu thì em cũng nghĩ thế, và khi em tìm hiểu thì đó, thì đấy cũng là một trong những cái cấu trúc rất là hay. Và nếu như mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta rất là, nói chung rất là dễ thương, tức là mình với họ matching được với nhau. Hay cái cách của chị Thúy đó là mình hỏi người ta là theo chị như thế nào là tốt, thì bản thân Anna cũng hay hỏi cái ý như thế này. Mà cái câu hỏi cái ý như thế này là cái một trong những cái cách trả lời rất là khôn ngoan, đó chính là sử dụng câu hỏi. Câu hỏi chính là câu trả lời, và thông qua cái việc mà mình hỏi đó thì người ta chia sẻ, thì như chị Thúy đã nói, mình sẽ biết được chính xác hơn là cái
cái thứ người ta quan tâm cụ thể là cái gì trong cái phần tốt đấy. Bởi vì cỡ nào sản phẩm của mình cũng đáp ứng được rồi. Là mình biết thừa là cỡ nào sản phẩm của mình cũng đáp ứng được rồi. Cho nên là mình đang muốn hỏi để khai thác thêm. Thế thì một cái cách mà tùy vào tính cách và tùy vào cái người đối diện mà, và tùy vào cái năng lượng của bạn, là bạn sẽ hỏi câu hỏi cụ thể nào cho cái ý này. Thông thường thì Anna hay hỏi như thế này này. Anna hay hỏi, Anna ấy là cái style của Anna ấy là quyết liệt, nhưng mà tôi luôn tỏ ra là tôi rất là cute. Cho nên là câu hỏi nào của tôi cũng như thế. Thế là tôi hay nói rằng là mà hồi giờ mình quan tâm đến sản phẩm nó tốt theo kiểu gì, hoặc là tiêu chí mà anh chị quan tâm đến một sản phẩm là như thế nào. Chứ tôi dùng cái câu đấy để cho họ cảm thấy là họ sẽ cần phải chia sẻ thêm. Thế thì khi mà họ hỏi sản phẩm có tốt không thì tôi sẽ nói như thế. Thế còn nếu như mà tôi sẽ hỏi thêm để ra thông tin. Thế còn nếu như mà thời gian rất là ngắn và họ lại không phải là người biết trình bày nhiều, vì có những người người ta nói rất nhiều mà có những người ta chả nói gì cả. Nhất là những người mà cá tính mà ngắn gọn xúc tích ấy, ta chả nói cái gì cả, và người ta sẽ nói là ừ em nói đi chứ giờ em lại hỏi lại anh cái gì, nhất là đàn ông. Đó, họ cũng chẳng biết, anh chẳng biết như nào là tốt cả. Em nói sản phẩm em tốt thì em phải giải thích được là sao em tốt, đúng không? Thế cho nên là tùy vào cái người đối diện mà mình phải linh hoạt là mình sẽ nói câu gì. Thế thì một trong những cái câu mà các bạn có thể dùng nó chuẩn cho rất nhiều những cái trường hợp cho cái phần tốt này nhá. Là đầu tiên ý, để thành kỹ năng các bạn phải xem được cái 6 bước xử lý từ chối. Sau rồi á, tôi cũng hay nói ngắn gọn là hỏi trước đây anh chị đã sử dụng sản phẩm nào chưa? Của hãng nào, để mình biết được là họ sử dụng của hãng nào rồi, khoảng bao nhiêu tiền, để mình có biết đường của mình nói. Thế rồi bắt đầu vào đồng thuận với họ. Đúng rồi, em cũng nghĩ trang như vậy. Rồi sau khi mà em tìm hiểu, đầu tiên là em tin cái người mà giới thiệu em. Công thức là gì? Em tin cái người mà giới thiệu em, sau đó em tìm hiểu. Em tìm hiểu xong rồi em làm, tức kiểu em uống hay gì đó. Rồi trong cái quá trình mà em học tập, em gặp gỡ những con người ở trong một môi trường, em phát hiện ra rằng là đấy là cái cấu trúc của 6 bước xử lý từ chối. Thế thì đối với phần sản phẩm thì mình chỉ nói là ban đầu em nghĩ vậy đấy. Thế rồi em sử dụng tư duy logic. Một sản phẩm mà đa quốc gia xuất hiện 20 mấy năm đấy, ở bao nhiêu mấy chục quốc gia đấy, thì nó mặc nhiên nó phải tốt. Và ngành nghề kinh doanh này là ngành nghề kinh doanh của sự chia sẻ, cho nên là điều kiện sản phẩm tốt là điều kiện cơ bản đầu tiên để mô hình có thể phát triển được. Bởi vì nó được phát triển thông qua cái việc chia sẻ giữa con người với con người. Rồi Anna nói thêm những cái thứ mà Hiệp nói cũng rất hay, là bạn nên nói những cái bằng chứng. Bằng chứng là có bao nhiêu người Việt Nam, rồi kết quả như thế nào, rất là nhiều. Đấy, thì tôi nói rằng là sản phẩm này, có những dòng sản phẩm chỉ cảm nhận sau từ 1 cho đến 3 ngày hoặc 1 tuần, không cần phải chờ lâu. Và tôi bắt đầu lấy, thường ấy, tí nữa tôi sẽ nói với các bạn, thường khi mà chia sẻ qua online, trên xung quanh tôi luôn luôn có sản phẩm. Và đến cái phần nếu họ hỏi câu này, tôi bắt đầu giơ lên. Đây nhá, nếu mà cái lọ này nó còn tùy từng dòng nha. Nếu mà cái dòng này là nó như thế này, như thế kia. Rồi nếu mà là dòng ngủ này này, trời ơi chị ơi, mất ngủ 10 năm rồi, chỉ có 1 đến 3 ngày thôi là ngủ được. Giống như kiểu là bán hàng online vậy đấy các bạn ạ. Còn nếu như mà là sản phẩm này thì em có cái chị khách mà chị dùng có đúng 1 ngày thôi là chị đã thấy hết, đỡ được cái nhức mắt rồi. Bây giờ chị yêu sản phẩm này vô cùng luôn á. Bữa nào em kết nối với chị. Còn ví dụ như nhá, cái dòng mà giảm cân á, là như thế này, thì chị sẽ cảm nhận được cái hiệu quả giảm cân để sau 1 tuần thôi. Bạn phải biết là cái người đấy như thế nào. Còn á, cái dòng này này chị này, trời ơi, nó là dòng spa, nó không phải chỉ tốt không thôi, mà nó giá nó còn quá là bất ngờ luôn, là có 209.000 thôi mà dùng là tẩy tế bào chết, là tẩy xong 1 lần là mê đến già. Đấy. Đấy là cái cách mà chúng ta sẽ nói là các bạn online. Tại sao các bạn lại phải dùng video calling thay cho điện thoại? Là bởi vì các bạn có thể đưa sản phẩm lên và các bạn nói với họ. Và mình chỉ cần có một vài sản phẩm mẫu cho mỗi dòng thôi là mình có thể nói được rồi. Vậy thì khi mà nói đến đây rồi, các bạn đã có sự chuẩn bị cho mình trong cái việc là sản phẩm tốt, đúng không ạ? Trả lời được câu hỏi này, nếu mà các bạn đã trả lời được cái ý này thì mình giơ ngón tay cái. Sản phẩm có tốt không? Mình đã sắm cho mình được những cái lập luận ở trong cái ý này rồi thì mình giơ ngón tay cái ạ. Ok, cảm ơn anh chị em. Rồi, tiếp đến cái câu tiếp theo.
làm thế nào để kinh doanh được, làm thế nào để kinh doanh được đó, làm thế nào để kinh doanh được. Bây giờ Anna cần khoảng cũng 2 đến 3 cái ý kiến mà anh chị em đang trả lời với khách làm thế nào để kinh doanh được. Thì bây giờ mình bật mic để mình nói, làm thế nào để tôi có thể bắt đầu kinh doanh. Ok, ok, không có ai có ý kiến gì, tôi trả lời luôn. Tôi trả lời luôn, đỡ mất thời gian của mọi người. Cái câu làm thế nào để có thể kinh doanh được á, thì mình phải hiểu rằng là cái mấu chốt mà người ta hỏi mình câu này là lúc này là người ta đang có một chút băn khoăn, là người ta đang đưa người ta vào cái sự hình dung là nếu bây giờ tôi kinh doanh tôi sẽ phải bắt đầu như thế nào. À, thế thì cái người này là người mà người ta, hoặc là người ta đang chưa bao giờ kinh doanh cái này. Hoặc là người ta đang có một chút phân vân về cái năng lực của người ta có phù hợp hay không, và người ta bắt đầu matching luôn rồi. Bình thường á là nghe xong một thời gian sau mình mới matching, nhưng mà bây giờ là mình đã matching luôn rồi. À, thế thì với cái câu này này thì Anna hay nói về cái hệ thống đào tạo. À, có một cái thứ đầu tiên mà tôi nói là mình có một hệ thống đào tạo hệ thống S69 như thế nào, là tôi hay nói về hệ thống đấy, mà tôi chỉ dùng 2 câu để tôi nói thôi chứ tôi không nói dài dòng. S69 là một hệ thống mà có quy trình đào tạo rất là chuẩn và chuyên nghiệp, gồm có 8 cái chương trình thực tế trực tiếp và có Zoom online hàng tuần trong mỗi tối, thì vừa tiết kiệm được thời gian mà bạn vừa có thể học được các cái kỹ năng. Thế còn trong đối với nhánh của Anna thì tôi có một cái quy trình để chuyển giao cho bạn, gồm tất cả những video đã được quay lại và những tài liệu. Và bởi vì trước đây á, là mình đến mình học với họ một ngày, bây giờ mình làm từ xa cho nên mình nói rằng là gì, tổng cái thời gian bạn cần dùng để mà bạn tìm hiểu về cái ngành nghề kinh doanh này và cái cách làm là 72 tiếng, tức là 3 ngày thôi. Thì kết thúc cái thời gian đấy là bạn đã biết cách làm như thế nào rồi. Cho nên cách làm rất là đơn giản, vì ở trong này á, là cái đặc thù của cái ngành nghề kinh doanh về sự chia sẻ là nó phải đơn giản thì mới có thể sao chép được. Tôi chỉ nói thế thôi. Và cái lúc này là người ta cần biết là mình sẽ ở bên cạnh người ta. Người ta cần biết là mình sẽ ở bên cạnh người ta và mình sẽ hỗ trợ người ta. Cho nên là các bạn phải làm sao để cho người ta yên tâm được về cái điều đấy. À, yên tâm được cái điều đấy. Thế bây giờ nếu mà các bạn chỗ này mà các bạn hiểu rồi thì cái câu này là mình có thể xong nhá, là kinh doanh như thế nào. Cái đấy không khó một tí nào đâu. À, và người ta phải được có cái cảm giác, người ta phải được có cái cảm giác là người ta đang rất là an tâm với cái sự hiện diện của mình. Mình sẽ ở đây và mình sẽ hỗ trợ họ. Ok chưa ạ? Anh em ok chưa ạ? Cái họ cần là như thế. Rồi nếu mà ai mà còn cảm thấy là cái niềm tin của cái người kia họ vẫn chưa còn tin tưởng thì mình hãy nói đến người hướng dẫn của mình. Mình có người hướng dẫn, ví dụ anh Cường là bao nhiêu năm đấy sẽ dạy trực tiếp chúng ta, có bạn Anna hay là người hướng dẫn trực tiếp của các anh chị em là người có kinh nghiệm như thế nào và người đang phát triển như thế nào và sẽ hướng dẫn, và tôi cũng đang được người đấy hướng dẫn, và tất cả chúng ta đều rèn luyện cái kỹ năng mỗi ngày đó. Thế cho nên là cái chỗ này là niềm tin thôi. Người ta cần phải cảm thấy được là mình sẽ đồng hành cùng người ta, và bản thân mình cũng đang rất tin tưởng với cái quy trình đào tạo này. Hoặc là mình, và bắt đầu thì mình vẫn phải bắt đầu theo cấu trúc. Tôi cũng như bạn, lúc đầu tôi cũng vô cùng băn khoăn là làm thế nào để tôi có thể bắt đầu ngành nghề kinh doanh này. Và rồi tôi, khi mà tôi tin cái người hướng dẫn tôi làm đúng quy trình của 6 bước xử lý tự từ chối. Còn trước đấy nếu mà các bạn có thời gian dông dài, các bạn sẽ hỏi là bây giờ anh chị muốn, tại vì nếu mình hỏi là anh chị cảm thấy là anh chị muốn được bồi dưỡng thêm kỹ năng nào. Thông thường mọi người sợ cái cách tiếp xúc người khác thôi, sợ tiếp xúc với người khác. Thế mà nếu mà người ta nói rằng là nhưng mà chị sợ tiếp xúc với người khác hay này kia lắm, thì lúc đấy mình sẽ nói để trấn an người ta, cho người ta yên tâm là trong ngành nghề kinh doanh này thì mình sẽ được đào tạo như thế. Không cần phải nói quá sâu là mình sẽ đào tạo như thế nào, mình chỉ cần nói như thế thôi là được rồi. Đấy là xong được cái ý số 2. Rồi cái ý về giá. Cái ý về giá thì chúng ta không cần phải xử lý nữa nhá. Tại cái này là gọi là như thế nào nhỉ, là đặc sản của Sibri. Giá luôn luôn đi kèm với chất lượng các bạn ạ. Vẫn sử dụng 6 bước xử lý tự từ chối, nhưng mà các bạn hãy nhớ rằng là giá luôn luôn đi kèm với chất lượng.
Và khi mà giá đi kèm với chất lượng thì tại sao chị cái màn hình của chị sóng lại to thế? Được, ok, được rồi. Thì khi mà giá luôn luôn đi kèm với chất lượng, các bạn hãy nói rằng là cái giá trung bình của mình có là từ 200 đến 500 cho một sản phẩm. Mình có những sản phẩm 100.000 thôi và mình chỉ có 6 sản phẩm là trên 1 triệu thôi. Và quan trọng là cái giá như thế mà cái sản phẩm thì phải có công dụng, phải tương ứng với sản phẩm ở trên thị trường có cái giá thành là gấp 3 đến gấp 5 lần nó. Đấy. Giá phải đi kèm với chất lượng, nên cái chỗ giá này các bạn phải nói được như thế. Giá là phải kèm với chất lượng chứ không phải là của rẻ là của ôi đâu. Ok chưa? Rồi, câu này này, câu mà chính sách hoa hồng và sơ đồ trả thưởng. Câu này ý, thì mình có hai cái video, một cái video của anh Trương Huy Cường và một cái video của Anna làm. Của anh Trương Huy Cường là có 8 vị trí và anh Trương Huy Cường lồng ghép vào những cái lý do giải thích rất là hay, phù hợp cực kỳ dành cho người mới. Các bạn sẽ đưa cái video đấy trước. Sau đó rồi mà người ta xem xong cái video đấy rồi mà người ta bắt đầu quan tâm hơn, ai mà quan tâm hơn thì bạn bắt đầu đưa cái video của Anna. Bởi vì cái video của Anna là Anna nói đến tổng cả 14 vị trí và tôi gần như tôi chẳng giải thích gì những cái thứ râu ria cả. Tôi chỉ nói đúng vào cái 14 vị trí đấy thôi. Và những anh chị em mà người ta không phải là cái người mà có bức tranh lớn ấy, người ta nghe có thể là người ta sẽ thấy là ôi dồi ôi, không biết lừa đảo không. Cho nên là anh chị em theo cấu trúc trình tự là mình sẽ gửi video của anh Cường và gửi video của Anna sau. Với cái câu này á, thì mình luôn luôn nói, mình luôn luôn đóng cái vấn đề lại rất là nhanh, bảo ok yên tâm về sơ đồ trả thưởng, để có một cái video vô cùng dễ hiểu. Bạn xem, bạn dành thời gian khoảng 15-20 phút, 30 phút, bạn xem xong bạn ghi chép xong, bạn xem xong mà có chỗ nào không hiểu thì tôi sẽ video lại cho bạn để tôi hướng dẫn. Đấy là về cái câu chính sách và sơ đồ trả thưởng. Rồi, câu này là cái câu mà khoai nhất này trong số những câu này. Nếu bây giờ mà tôi làm toàn thời gian 6 đến 8 tiếng mà thu nhập của tôi, bạn nói là đạt được 4 đến 100 triệu, thì sau bao lâu tôi sẽ đạt được cái thu nhập này? Và thực sự thì có thật là sẽ đạt được như thế không? Nào, anh chị em bật mic trả lời, nếu như có khách hàng hỏi xoáy đắt xoay mình câu này mình sẽ trả lời thế nào? Câu này hay. Bích Trâm à? Bích Trâm trả lời à? Không phải. Có ai trả lời câu này không ạ? Em chị ơi. Ok. Hiệp hỗ trợ đồng đội. Thì thường cái kiểu này ấy, em chia sẻ xong á thì em hay nói với khách hàng mình nè. Thực sự là nhìn nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà không có con đường nào nó trả thảm đỏ cho mình đi cả. Nó sẽ không dễ và cũng không khó. Và quan trọng đó là sự nỗ lực và sự hay học hỏi của mình. Em cam kết nếu mà chị nỗ lực, chị bám theo hệ thống dẫn đường của mình và chị liên tục học tập và rèn luyện, chia sẻ và hành động, thì em tin chắc rằng là chị sẽ sở hữu được. Thì khi mà chị làm tầm khoảng 3 tháng thôi thì chị sẽ cảm nhận được là kết quả của mình và chị sẽ nhận rõ hơn được các con đường của mình khi mà làm việc với CVD. Đó, thưa em hay chia sẻ vậy. Ok, cảm ơn Hiệp rất là nhiều. Cảm ơn Hiệp. Đấy. Anh chị em thấy không? Đấy cũng là một cái cách chia sẻ để mình xử lý được ngay cái câu này. Rồi anh chị em nào khác có gì nhỉ? Có ý kiến gì để xử lý chỗ này không? Mình có hay bị khách hỏi này không? Ai có giơ ngón tay cái coi. À, anh Chiến, mời anh Chiến ạ. Anh thì anh cũng hay nói như ý của bạn ấy á, là khi mà em tham gia vào đây mà nếu có thu nhập được, nếu mà em làm thực sự mong muốn thu nhập từ 20 đến 30 triệu hay 40 triệu hay 105 triệu thì các cái buổi Zoom hay là các buổi đào tạo em đều phải học và ghi chép đầy đủ. Thì anh tin rằng là nếu như em mà học đầy đủ và có kiến thức thì anh tin sau 3 tháng hay sau 5 tháng hay sau 6 tháng em sẽ có cái mức thu nhập đó là thụ động và nó càng ngày càng tăng trưởng lên. Thì ở hệ thống và đội nhóm của anh thì đã có nhiều người làm được như vậy rồi. Đó. Ok. Hay có cái chốt như vậy. Ok. Cảm ơn anh Chiến rất là nhiều. Cảm ơn anh chị em. Anna sẽ hướng dẫn cái phần này. Lại nhắc lại, anh chị em cần phải nắm trong lòng bàn tay, xem đi xem lại và thực hành liên tục cái 6 bước xử lý sự từ chối, làm việc với ý kiến phản đối á. Rồi, bây giờ nha, câu này mà vào tay Anna thì Anna sẽ xử lý thế nào này? Này các bạn hình dung này. Nếu bây giờ ngay từ đầu tiên
ngay từ đầu tiên khi mà mình mới bắt đầu làm, mình chưa có kết quả đi đúng không, cái đấy mới khó. Thì mình phải nói làm sao để người ta tin, và sau đấy khi mình làm có kết quả rồi thì dễ hơn. Bởi vì như tôi nói là thì bây giờ chị làm được đến tháng thứ hai là chị lên mức 40 ấy, thì em làm cùng chị thì làm. Tức là nếu như mình có kết quả rồi thì mình nói như thế. Thế còn nếu như trong trường hợp mà dành riêng cho tất cả mọi đối tượng thì bắt đầu mình phải đồng thuận. Đúng như là bạn luôn á, y chang luôn, trời ơi bạn giống hệt mình. Lúc đầu mình cũng khi mà được người cái là như anh Cường hoặc là ai đó chia sẻ thì mình cũng tự hỏi là bây giờ mình làm thế nào, mình làm thế nào để mình có cái bước này. Thế nhưng mà sự thật là gì? Và sự thực là khi mà tôi tìm hiểu xong về sơ đồ trả thưởng thì tôi phát hiện ra là có một cách mà mình có thể lên được mức thu nhập 40 triệu rất là nhanh. Có thể chỉ sau từ 1 cho đến 3 tháng thôi là bạn có thể lên được mức đấy rồi. Nếu mà cái người đấy, nếu mà bạn chưa có kinh nghiệm gì về kinh doanh và cũng chưa bao giờ làm hệ thống thì bạn cứ đi theo tuần tự cái hướng dẫn về những cái chiến lược kinh doanh thì sau trong 1 đến 2 tháng đầu bạn có thể có cái mức thu nhập từ 5 cho đến 10 triệu. Mình nói thế. Và ở đây bước nhảy của nó là 5 triệu, rồi 10 triệu, rồi 20 triệu, rồi 40 triệu, rồi lên 100 triệu, rồi lên 150, rồi lên 200 triệu, rồi lên 300 triệu, chứ không phải nó nhảy từng 10 triệu một. Tức là đầu tiên mình phải nói cho người ta hiểu cái điều đấy. Thứ hai, tôi đã quan sát tất cả những anh chị em mà đã có kết quả trong hệ thống. Tôi phát hiện ra lên cái mức chuyên nghiệp á, lên cái mức mà nhà tư vấn chuyên nghiệp hảo hỏi họ là sau này xem sẽ hiểu mức đây mức gì. Ở mức đấy là bạn sẽ có mức thu nhập là 40 triệu và bạn sẽ được tham gia chương trình mua xe hơi trả góp là bằng tiền của công ty. Thế thì anh chị em trước đây thì không nói, nhưng mà gần trong những giai đoạn gần đây người ta là cần 8 tháng là trung bình để lên được mức đấy. 8 tháng là trung bình để lên được cái mức mà 40 triệu đấy, 40 đến 50 triệu đấy. Thế còn cái người mà làm chậm nhất thì cũng 13 tháng là người ta lên đến mức 40-50 triệu. Thế còn nếu như mà mình nhanh là gì, giống một số anh chị em như chị Lệ với chị Kết mà tháng này mà lên chuyên nghiệp là cũng chỉ có 5 tháng thôi. Còn nhanh hơn nữa là giống như chị Anna là chị rất là tập trung và làm quyết liệt ngay từ đầu tiên luôn, cho nên là đến tháng thứ 2 là chị lên mức đấy rồi. Mình hiểu không ạ? Mình phải có cái bằng chứng đấy. Và trong một năm 2019 thì đội nhóm của chúng tôi là có tổng là 60 người mua được xe hơi. Đấy. Bây giờ hôm qua chị Thi Dung gửi cho Anna thì con số nó khoảng 70 mấy người có ô tô ấy. Để cho mình biết là đấy là cái việc là rất nhiều người cùng kiếm được tiền chứ không phải chỉ vài một anh chị phía trên kiếm được tiền. Thế rồi là sau bao lâu á, là do bạn quyết định. Tôi đang có trong tay một cái công thức. Nếu như tôi thật nha, nếu các bạn mà tham gia cái công thức mà mở 20 mã số trong 30 ngày ấy, thì ngay trong tháng đầu tiên các bạn có thể thu nhập 10 triệu rồi. Vì các bạn có hoàn toàn có thể lên được nhà tư vấn viên trưởng. Các bạn nghĩ đi, 20 người, mỗi người 200 điểm là bạn có 4.000 điểm rồi. Còn 1.000 điểm còn lại theo xác suất thống kê cỡ nào bạn cũng được. Thế thì nếu mà tùy vào cái khả năng mà bạn có thể tập trung làm theo cái chiến lược đấy. Đó. Và tôi đặt mục tiêu là trong vòng 3 tháng là tôi phải lên mức thu nhập đấy rồi. Bởi vì mức thu nhập đấy nó sẽ tạo nền tảng để tôi lên được cái mức chuyên nghiệp. Chứ không phải là đấy là mức thu nhập cuối cùng và tôi tập trung. Đấy là trả lời được đúng không? Rồi cái câu tiếp theo là có thực sự là đạt được như thế không? Thì mình phải nói thế này này. Trong bất kể một cái ngành nghề kinh doanh nào, bất kể một hoạt động kinh doanh nào hay bất kể một hoạt động đầu tư nào, cái số người mà đạt được ấy là thiểu số, là 10%. Còn số người mà không đạt được là 90%. Nếu bạn thuộc dân tộc thiểu số thì nhất định là bạn sẽ làm được. Bởi vì cái thứ khác biệt giữa người làm được và chưa làm được Nó không nằm ở cái chỗ là người ta có thông tin gì, mà nó nằm ở cái chỗ là khả năng tập trung của bạn bao nhiêu. Và chỉ cần bạn tập trung bạn làm, phương pháp có sẵn rồi, cách làm có sẵn rồi, đào tạo có sẵn rồi, bạn tập trung bạn làm thôi thì bạn sẽ ra được cái kết quả đấy. Bây giờ bạn ấn định đi là bạn muốn bao nhiêu lâu bạn sẽ có mức thu nhập là 40 triệu. Nó nói là có 5 tháng. Nếu bạn muốn 5 tháng, tôi hướng dẫn bạn cái cách 5 tháng. Các bạn phải nói được như thế. Và chúng ta sẽ có cả người hướng dẫn của tôi nữa. Và chúng ta sẽ thường xuyên có những cái nhóm. Có nhóm là chiến binh 20-30, có nhóm là đào tạo trên Zoom. Chúng ta thường xuyên để chúng ta có những cái hoạt động coaching hướng dẫn để cho bạn có thể làm được cái điều này. Thậm chí chúng ta có thể tạo ra những nhóm làm việc nhỏ
ngồi cùng nhau làm việc để ra được cái kết quả này. Chỉ cần bạn xác định mục tiêu và bạn muốn thời gian, ấn định thời gian là bao nhiêu, tôi sẽ hỗ trợ bạn để bạn làm được điều đấy. Khi bạn còn mới thì bạn sẽ nói rằng là tôi cũng muốn có cái mục tiêu như thế, cho nên bạn vào tôi, bạn sẽ cùng nhau làm luôn. Hai chúng ta đều sẽ đạt được cái mục tiêu như thế. Anh chị em ok chỗ này chưa? Nếu mà câu trả lời này đã thỏa mãn được anh chị em thì anh chị em giơ ngón tay cái để cho Anna chuyển sang phần khác. Ok, cảm ơn anh chị em. Thế thì nếu rút kinh nghiệm này, chỗ này chú ý một tí. Nếu ngay từ đầu mà mình đã nói là thực sự là không có cái gì dễ dàng đâu ấy, thì tức là người ta sẽ nghĩ đến là nó không dễ dàng. Thì đương nhiên như thế nó, não bộ của chúng ta sẽ vẫn nghĩ là dễ, nhưng mà nó vẫn là một cái câu mà nó hơi khoai một tí. Cho nên là lúc đầu việc của mình phải làm cho người ta hào hứng. Thế là mình phải nói rằng là có 10% là làm được thôi, cả cái thế giới này luôn. Bạn là thuộc dân tộc thiểu số hay là bạn thuộc số đông? Và nói như thế thì dùng ánh mắt nó dữ dội lên mà nếu mà bạn nắm bắt cơ hội này thì tôi với bạn đều là dân tộc thiểu số, chúng ta cần phải làm. Và bạn biết không đấy, cái sức mạnh khác nhau đó là sự tập trung. Cái khác nhau nó nằm ở chỗ làm chứ không phải nằm ở chỗ là bạn có bao nhiêu kỹ năng kiến thức của bạn giỏi như thế nào. Ok chưa? Rồi nhá. Vậy là xong. Vậy là khi mà chia sẻ thì mình sẽ hiểu là một là mình phải biết cấu trúc của mình, là vẫn là một mình nói về câu chuyện bản thân mình ngắn gọn trong vòng 2 phút. Rồi sau đấy mình biết là người ta sẽ chỉ quan tâm đến những cái thứ này thôi để mình an tâm mình chia sẻ. Đúng không ạ? Cỡ nào người ta cũng chỉ quan tâm đến những thứ này thôi à các bạn, không bao giờ mà lọt sàng ra được bên ngoài hết á. Chỉ ở trong cái khung này thôi, và hôm nay các bạn đã có hết rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần là vậy thì chúng ta sẽ chia sẻ như thế nào trong 15 cái phút còn lại. Thì sau khi các bạn nói về câu chuyện bản thân mình là tôi là như thế này và tôi đang có cái sự bức bối là tôi vẫn chưa làm được một số điều như thế này và tôi tìm được một cái giải pháp như thế kia và tôi đang hình dung ra được một bức tranh là rất nhiều người làm được. Bằng chứng ấy là lớp 3, lớp 8 bắn cá nông dân cũng làm được thì mình sẽ làm được. Đó. Thì bây giờ cho tôi khoảng 10 phút nhá, 10-15 phút tôi chia sẻ với các bạn về cơ hội kinh doanh này. Là bây giờ này, là tôi chia sẻ trước rồi sau đấy bạn có câu hỏi gì tôi sẽ trả lời bạn. À, mình ấn định như vậy để chỉ có một mình nói thôi. Để họ không có hỏi mình nói theo cái guồng của mình. Lúc này mình xin phép để mình là người có thẩm quyền được nói. Và rồi khi mình nói, mình sẽ nói thế này này. Đầu tiên, cái cấu trúc, mỗi người đều có thể có một cấu trúc khác nhau. Mà Anna, vì Anna đang là người mà có nói đâu là chúng đó, cho nên là tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cấu trúc mà tôi đang nói. Mà nói đâu là được đó. Thì tôi nói thế này này. Sản phẩm này xuất phát, tôi nói về nguồn gốc. Sản phẩm này xuất phát từ cái vùng Syria. Cái vùng Syria á, là cái vùng mà rộng gấp 40 lần Việt Nam mình, rộng hơn cả Trung Quốc và Mông Cổ cộng lại, rộng hơn cả Mỹ. Đóng mở ngoặc, hôm trước có nghe bạn gì nhỉ? Bạn Hoa Sinh, bạn ấy nói là rộng hơn cả châu Âu là không đúng đâu nhá. Có nghe thấy thế mà lúc đấy mắc cười lắm, mà thôi nó đang chém rồi nên mình không góp ý. Mà đấy, rộng hơn cả Trung Quốc và Mông Cổ cộng lại, rộng hơn cả Mỹ. Đó. Và đây là một vùng có không khí sạch, nước sạch và đất sạch, cho nên là nó rất là tốt luôn á, nó rất là tốt. Nó giống như là bệnh viện thì sẽ ế khách. Và em biết không, cái trà này này là tôi bắt đầu lôi cái hộp trà ra để chuẩn bị sẵn bên cạnh rồi. Cái trà này này, mồm nói tay bóc. Đấy, đấy, nó như thế này này. Nó được lấy nguyên liệu, cái trà này là một sản phẩm có thể nói là rẻ nhất, là có hơn 100.000 thôi cho một hộp. Mà cái nguyên liệu của nó là lấy trên một cái đảo ở giữa hồ Baikal. Cái hồ Baikal đã hình thành 2 triệu năm nay rồi. Và 2 triệu năm nay nó không hề thay đổi và lượng nước của nó có thể cung cấp cho con người có thể sống được trong vòng 40 năm. Là em biết nó lớn cỡ nào, nó như là một cái biển. Và trên cái đảo, như cái đảo Phú Quốc của mình ấy, thì nó có cái bộ lạc, họ có những công thức trà và dùng. À, thì cái nguyên liệu nó tốt và nó hiếm cỡ đó. Cho nên là cái nguồn gốc này là một trong những thứ mà vô cùng thuyết phục chị để mà chị bắt đầu kinh doanh. Đấy là nói về nguồn gốc, đúng không? Rồi nói đến số 2. Sản phẩm có 3 dòng. Đúng chưa? Sản phẩm có 3 dòng. Dòng đầu tiên là dinh dưỡng, thể thao, sử dụng cho dân tập luyện chuyên nghiệp, sử dụng để tăng cân và giảm cân. Và các bạn biết không? Xung quanh tôi luôn luôn có cái này. Riêng dòng dinh dưỡng thể thao trong nhà các bạn luôn luôn phải có. Protein các bạn phải có, yoga các bạn phải có, vì nó là công cụ bán hàng.
À, cái này là tôi đang mô tả thêm ấy nhá, để cho tôi nhắc các bạn luôn trong lúc mà tôi nói. Và lúc đấy là tôi bắt đầu, đây dòng dinh dưỡng thể thao nó cầm lên như thế này em ạ, và đã được chia ra rồi. Nó có cả whey nhá, rồi nó có cả tất cả những cái thứ mà như là BCCA và một số những cái thứ đốt mỡ và hỗ trợ cho những vận động viên chuyên nghiệp và những người ưa hoạt động. Bạn hãy, đó là tôi nói đến câu đấy cho cái dòng dinh dưỡng thể thao. Và trong chỗ này tôi nhấn mạnh một ý rằng là riêng cái phần yoga này để mà điều chỉnh trọng lượng này là em sẽ thấy cực kỳ tuyệt vời, bởi vì là chị chưa bao giờ thấy được một sản phẩm trên thị trường mà khi em vẫn có thể ăn tinh bột, ăn cả đường nữa, tức là ăn cả bánh quy nữa mà em vẫn giảm được cân. Chị biết có một chị là chuyên gia trong lĩnh vực giảm cân rất là giỏi là chị Anna, thì chị có chia sẻ rằng là chính chị là đã dùng cái sản phẩm, chị đã tự tạo ra một số sản phẩm giảm cân và khách hàng giảm cân rất tốt, nhưng mà điều kiện quan trọng là một ngày phải ăn từ 1 cân đến 1 cân rưỡi rau củ quả tươi và không được ăn bất kể một món nào có đường thì nó quá là khắt khe. Thế còn cái này á thì chị Anna chị cũng đã trải nghiệm rồi, là không cần phải ăn quá nhiều rau củ quả tươi như thế, mình chỉ cần ăn thôi và mình chỉ có ăn ở trong chế độ ăn của mình. Và đồng thời là gì? Đồng thời là ngay cả khi mà mình có lỡ ăn một vài cái bánh quy thì sản phẩm này vẫn được, bởi vì nó không những cung cấp dưỡng chất mà nó còn kích thích đốt mỡ, là dơ cái yoga protein này ra. Còn sản phẩm hồng hồng này này, em thấy nó xinh chưa? Ôi đề co cực là đẹp luôn á. Thêm cảm xúc của mình vào. Và cái sản phẩm hồng hồng này này thì nó sẽ làm cho mình ổn định cái đường, bởi vì đường chỉ được đốt xong thì mỡ mới được đốt. Đó, cho nên đây có thể nói là một dòng sản phẩm mà cực kỳ hay luôn á, mà rất là dễ tiếp cận em ạ, rất là dễ tiếp cận, khách hàng rất là thích. Và cái này nó còn thay cho bữa ăn sáng nữa, cho nên là tiền nhẽ ra là mình ăn sáng, nhưng bây giờ mình thay cái đồ ăn sáng đấy mình ăn bằng cái này, mình vừa đẹp vừa trẻ vừa khỏe. À, cho nên thực ra tốn có một lần tiền thôi, chứ không cần phải là mua thêm. Đấy. Đấy là dòng số 1. Dòng số 2 là những sản phẩm chăm sóc da bên ngoài, gồm có chăm sóc da mặt và toàn thân. Chăm sóc da mặt ý, thì nó có những cái sản phẩm như là nước rửa mặt, rồi tẩy trang, rồi này kia, mà giá của nó có khoảng 259.000 thôi trong một món. Em thấy bất ngờ không, mà nó phải tốt so với cả sản phẩm ở trên thị trường, so sánh ngay so với sản phẩm ví dụ như là phải đắt gấp 3 lần, ví dụ như một số sản phẩm như là The Face Shop hay là Body Shop mà 600-700.000 dùng kết quả gọi bằng cụ, không thể nào bằng cái này được. Rồi, bạn sẽ dơ cái này ra. Đây là cái bộ chăm sóc da mà chị rất thích. Hai cái sản phẩm này, hai sản phẩm đắt nhất ở trong bộ chăm sóc da, mỗi thứ 1 triệu. Nhưng mà khi mà dùng nhá, dí sát cái mặt vào, dí sát cái mặt của mình vào, nếu mặt của mình đẹp hoặc là mặt của mình mới bôi thôi thì mình sẽ nói là đây là chị mới bôi được có mấy ngày rồi, ôi em thấy không, là nó, em thấy không, nó tái tạo rất là tốt, nó bong da nhẹ nhưng mà nó không hề bị đau, không hề bị sót gì cả, và nó đang tái tạo rất là tốt. Thực sự nhá, Anna dùng cái này đúng 10 ngày thì những cái vết thâm này trên mặt của Anna này nó được bay. Và đây chính là cái sản phẩm mà đã làm cho Anna nghiêm túc tìm hiểu về series, nó đến từ cái bộ kem kim cương này. Còn trước đây mà bảo tôi uống vào người tôi nhá, có mà còn lâu. Các bạn cũng có thể nói như thế, nói đúng bằng cái ngôn ngữ và cái style của các bạn. Và nói luôn, riêng toàn thân ấy thì nó có những cái dòng mà bôi này, ở muối đốt rồi làm lành vết thương, giá rẻ lắm, có hơn 200.000 thôi mà dùng sướng cực. Hay như thằng cu nhà chị, nó bị sốt là chị bôi dầu balsam cho nó 2-3 lần trong một ngày là nó hạ sốt liền à. Rồi có những cái bôi cho khớp khiếc, đau cơ, đau khớp á, có hơn 100.000 thôi mà bôi 2-3 lần là cảm nhận được, đã cực kỳ luôn, nó rất là nhẹ nhàng. Rồi nói luôn cái bộ này, trong nhà các bạn luôn luôn phải có những cái sản phẩm thuộc về bộ spa. Bộ spa thì tại vì tôi đang để trong nhà tắm nhá, nhưng mà bộ spa ấy thì nó phải có cái này là lotion bôi trên da, có sữa tắm, và đặc biệt là bạn phải có tẩy tế bào chết. Người ta có thể tắm bằng bất kể sữa tắm nào, nhưng mà tẩy tế bào chết thì người ta không biết mua ở đâu mà tốt đâu. Bạn nói là tất cả những dòng sản phẩm của dòng spa này có 209.000 một lọ thôi, mà nếu em tẩy tế bào chết ở đây một lần thì em sẽ yêu nó trọn đời trọn kiếp, da nó mềm mà nó sướng cực kỳ luôn. Đấy, đấy là cái thứ hai bạn phải nói về dòng thứ hai là dòng chăm sóc da. Dòng cuối cùng bạn nói là thứ ba là dòng thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng ở đây nó đi theo một cái chương trình là thanh lọc năng lượng và cân bằng. Và đây là một chương trình bản quyền độc đáo chỉ có ở Syria, với hơn 100 nhà khoa học lận á. Và cái ông chủ tịch, ông chồng của bà chủ tịch á, là con trai của một trong 5 cái gia đình mà danh giá nhất về khoa học ở nước Nga. Và ông đang là giám đốc trung tâm. Và gần như tất cả những sản phẩm của Syria đều có bản quyền. Và cái sản phẩm thực phẩm này này, nó có một cái đặc điểm là nó cảm nhận chỉ sau từ 1 đến 3 ngày hoặc là sau 1 tuần. Trời ơi, nó nhanh kinh khủng và chị cũng vô cùng bất ngờ với hiệu quả của nó. Sau đó,
nói xong câu đấy là bắt đầu nhận. Mà thường á, khi bạn nói á, là người ta ồ, wow, à, tức là người ta sẽ đi ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và chắc chắn là khi mà người ta như thế thì bạn hào hứng hơn để bạn chia sẻ. Rồi bạn sẽ chia sẻ, bạn ví dụ ở trong nhà bạn có bộ ngủ, bạn phải biết là những sản phẩm nào có công dụng sau từ 1 đến 3 ngày. Neurovision. Neurovision có công dụng sau từ 1 đến 3 ngày. Cho nên trong nhà bạn phải có. Bạn xì cái túi đấy ra. Rồi bộ ngủ là bộ mà có công dụng sau khoảng 3 ngày thôi. Là mất ngủ 10 năm cũng có thể ngủ được thì phải xì nó ra, nói như thế. Rồi cái đứa đấy nó đang có người bị táo bón. Ê ê chị, thế à, hay quá, có người bị táo bón không? Bảo táo bón kinh niên, nếu mà để đi được chân tuột ngay sau 1 đến 2 ngày là tuột rồi. Thế còn nếu như mà để mà mình có thể là điều chỉnh được cái sâu hơn á, thì mình sẽ phải dùng thêm một số bộ sản phẩm theo đúng chương trình là thanh lọc năng lượng cân bằng. Trà tê luôn luôn trong nhà phải có. Dơ ra gói trà tê này là tà làm sạch cái đường ruột này, tạo sự kích thích tò mò. Rẻ lắm ấy mà, khi mà làm sạch như thế thì nó này kia, và đấy cái nguyên liệu nó rất quý, nó đến từ cái vùng đảo đấy, cho nên là cái này là giá thành vô cùng hợp lý và chất lượng thì rất là cao. Thế rồi bạn biết người ta đang quan tâm đến cái gì. Thế bây giờ sau đấy tôi chia sẻ như thế xong là xong rồi đấy. Phần đấy tôi chia sẻ nhá, tổng cộng chỉ đến 7 phút thôi các bạn ạ. Tôi đã bấm giờ rồi. Bạn đừng có nói dài hơn, nói hào hứng đủ để họ có thể hiểu được. Và sau đấy thì bắt đầu tôi nói là ê nhà em ý, có ai hoặc xung quanh em có ai có đối tượng gì không? Người ta nói là em bắt đầu nghĩ ra một vài đối tượng rồi đấy chị ạ, em bắt đầu nghĩ ra vài đối tượng rồi đấy. Ê ê, cái này tiểu đường có dùng nó không? Bảo được, mẹ chị bị tiểu đường, dùng rất ngon, bây giờ da của bà phải trẻ hơn 5 tuổi. Bảo thế bây giờ tim mạch, bảo riêng mỡ máu nhá, mà em dùng xong xét nghiệm sau khoảng 3 tháng em sẽ thấy là cái kết quả nó giảm đi vô cùng đáng kể với cholesterol. Tức là nếu người ta hỏi về cái gì ấy, thì mình nói ngắn gọn trong một câu thôi và nói về công dụng của nó. Và thường ấy, bằng chứng là có một cô cũng là tư vấn viên, có một chị có khách hàng, anh đã được gặp trên Zoom, chị đã được gặp trên Zoom, em đã được gặp trên Zoom, nghe người ta chia sẻ sướng ơi là sướng, và anh thì không có bệnh đấy mà anh đang dùng cái này anh cũng cảm nhận được hiệu quả, cho nên là anh dùng tính chất bắc cầu, cái này mình dùng hiệu quả, cái kia mình dùng cũng sẽ hiệu quả. Thế là xong, nhẽ ra trong cấu trúc OPP bạn chia sẻ sản phẩm xong thì bạn sẽ phải nói về một vài người chia sẻ. Thì thay vì một vài người chia sẻ, bạn hỏi người ta câu đấy. Tổng cộng cái phần này từ đầu đến giờ chưa đến 10 phút. Ok chưa ạ? Anh chị em nắm rõ chỗ này chưa ạ? Làm qua online thì nó phải thế, phải có sản phẩm cho người ta hình dung. Nếu không là như chị Mai, tầng 1 của Anna ở Hà Nội, chị bảo nhắn tin khách hàng chẳng hiểu gì cả, bảo bởi vì chị phải video calling và chị phải đưa sản phẩm lên, chị mở nó ra như thế này cho người ta thấy là nó là sản phẩm thôi. Thế còn bây giờ này mới nói về kinh doanh. Đố các bạn tại sao lại nói về sản phẩm trước khi nói về kinh doanh đấy? Tại sao mình không nói về kinh doanh trước? Xây dựng lòng tin trước. Hay quá, xây dựng lòng tin trước. Một cái này là một cái rất là hay. Chúng ta nói về sản phẩm trước để cho họ cảm nhận rằng là mấu chốt vẫn là sản phẩm tốt, sản phẩm hiệu quả. Còn các hình thức phân phối thì mỗi một công ty lựa chọn cái hình thức phân phối khác nhau. Có đối tượng thì họ lựa chọn hình thức phân phối là qua đại lý, có đối tượng lựa chọn hình thức phân phối là cái này cái kia. Thế thì lúc này mình mới nói về kinh doanh. Xong rồi sau đấy là tôi hay rất hào hứng. Khi mình hào hứng người ta hào hứng, hay không, trời ơi, cứ mỗi lần nói này vỗ đùi đen đét sướng lắm ý. Đấy, mình phải rất hào hứng. Rồi mình nói bây giờ nha, mình chuyển sang phần kinh doanh như thế nào để chị nói với em hiểu rõ về cái concept và cái ý tưởng khi người ta tạo ra cái mô hình kinh doanh này. Tức là thay vì mình chuyển qua bán buôn, từ nhà sản xuất bán buôn bán lẻ rồi mới đến tay người tiêu dùng, thì thường mình cũng phải mất đến 50-60% hoa hồng cho tất cả các mức chiết khấu, đúng không ạ? Người ta sẽ gật. Thế còn ở đây thì cái lượng đấy sẽ được chia cho những người tiêu dùng, và những người tiêu dùng vừa dùng đồng thời vừa là người đi giới thiệu cho người khác. Đó. Thế mình nói như thế xong mình bảo mà cái đặc điểm mà làm cho CBD trở nên độc đáo và đặc biệt so với tất cả những cái công ty khác trên thị trường, đó là một tháng một mắt xích ở đây họ chỉ yêu cầu một người tiêu thụ một lượng hàng là 2,5 triệu thôi ạ. Là người ta trời ơi dễ thế á, bảo đúng. Xong người ta hỏi làm sao để có tiền. Nếu người ta không hỏi câu đấy, mình hỏi luôn thắc mắc làm sao để có tiền, đúng không? Đấy, mồi luôn câu đấy để mình trả lời. Nếu người ta không hỏi, mình tự mồi câu đấy mình trả lời.
Mấu chốt để mà mình có tiền ấy là mình sẽ xây dựng và mở rộng một hệ thống gồm nhiều, thật là nhiều người có khả năng tiêu thụ lượng hàng 2 triệu rưỡi và có khả năng cũng tìm kiếm ra được những người có khả năng tiêu thụ được lượng hàng 2 triệu rưỡi một tháng. Nói đến đây thì các bạn cảm thấy dễ không ạ? Dễ quá chứ gì? Đúng chưa ạ? Thế bảo đấy. Thế thì ở trong cái mô hình của Siberian này này, việc bán hàng nó chỉ chiếm có 2% thôi. 80% là việc đào tạo em ạ. 80% là đào tạo. Mà đào tạo bây giờ á, để đến khi em trưởng thành em đào tạo được á, thì có rất nhiều anh chị trong hệ thống họ sẽ đào tạo. Leader của mình sẽ đào tạo mà bây giờ nhá em nhá. Thời buổi này rồi, mình làm hội thảo trên Zoom toàn bộ và mình cũng đào tạo trên Zoom toàn bộ luôn. Cho nên là vô cùng thuận lợi để cho anh chị em mình làm. Mua hàng cũng online luôn. Thích thì đến lấy mà không thích thì đợi công ty ship về nhà, chậm hơn một vài ngày. Mà nói chung là mọi thứ đang được thiết kế rất là thuận lợi. Đó. Và như thế thì nó không có bán phá giá, nó không có ôm hàng, nó không có gì cả. Và gọi là mỗi công ty có một cái lợi thế cạnh tranh. Thì cái thứ mà network marketing chuẩn ở trên toàn cầu ấy là mỗi người dùng một ít và mỗi người bán một ít. Và Siberian là một trong những cái công ty hiếm hoi trên thị trường Việt Nam mà có được đúng, đáp ứng được đúng cái này. Là sản phẩm tốt. Thứ hai là không có cái áp lực là bán 50 triệu, 100 triệu. Nếu mà bạn biết một vài công ty bạn có thể chia sẻ với họ. Đấy, thêm, cho họ thêm ví dụ. Và vì như thế cho nên là mọi cái thành viên trong hệ thống họ làm rất là vui. Thế rồi, tôi sẽ nói thêm một cái là công ty có ở Việt Nam mình ý, có 23 công ty được cấp phép thôi. Trong đấy chỉ có 10 công ty là công ty đa quốc gia thôi. Và cho nên là nó rất là khắt khe trong lĩnh vực này. Nên mình làm và tiền trả thì phải trả về tài khoản này. Mua một món hàng cũng có hóa đơn đỏ này để họ yên tâm. Đấy, sau khi họ yên tâm rồi thì tôi sẽ nói về cái phần là 4 sự lựa chọn. Nhưng mà tôi sẽ không nói cái kiểu là lựa chọn số 1, lựa chọn số 2, số 3, số 4. Mà tôi nói thế này này. Khi một ai đó vào thì đơn giản người ta có thể chọn là người ta mở mã số và tiêu dùng thôi. Chăm sóc sức khỏe, nhất là trong mùa dịch như thế này này em này. Cái việc này rất là quan trọng. Đấy, còn ai mà người ta không thích mở mã số thì mình mua hàng mã số của mình bán cho người ta. Thực ra mình bán thì mình được hưởng ít chiết khấu đấy để mình chăm sóc người ta. Ta gật gù. Thế là cái số 2 là gì? Với những người mà người ta không có tiền để dùng thì mình phải hướng dẫn người ta cái cách thế này này. Hướng dẫn người ta cái cách dùng miễn phí. Vì được chiết khấu 25% cho nên là người ta cứ bán cho 4 người là người ta có một phần dùng miễn phí. Hay không? Như mẹ chị là chị hướng dẫn như thế. Thế mà chị hướng dẫn như thế, mẹ chị dùng một bộ 3 triệu, mẹ chị bán cho 4 người, mỗi người bộ 3 triệu. Mà em cứ hình dung đi, công ty yêu cầu là chỉ có 2 triệu rưỡi thôi. Mà một người đấy mà người ta chẳng kinh doanh gì cả nhưng mà người ta bán được 12 triệu thì nó cũng đã góp phần rất lớn vào trong cái tổng cái hệ thống của mình. Và cứ nhiều người bán được như thế thì tổng hệ thống của mình nó sẽ doanh số sẽ tăng. Rồi với những người mà giống như anh chị em mình này, mình đang khao khát thay đổi, mình muốn làm nhanh thì sẽ được đào tạo để có thể dồn sức để mà làm nhanh. Thay vì là mình làm trong vòng 3 năm để mình đạt được cái kết quả 50 triệu đến 100 triệu, bây giờ mình làm trong vòng 1 năm thôi. Người nào thích có thể làm trong vòng 6 tháng thôi, lên kết quả đấy rồi. Đấy, thì quan trọng là mình chọn cái gì thôi. Đó, thế là sau đấy tôi nghe xong mới bảo ừ, được cái chị ạ. Em cũng đang nghĩ đến một số người. Và một số người ta sẽ từ chối. Nếu người ta từ chối thì bạn phải quay trở lại quy trình 6 bước xử lý sự từ chối. Còn nếu người ta hào hứng, thường tôi nói đến đây là gần như ai cũng hào hứng ấy. Và hào hứng để bắt đầu ấy. Thì tôi hỏi là bây giờ ấy là em thì em thích chọn cái sự lựa chọn nào, thì người ta sẽ nói là em đang rảnh rỗi em làm chính luôn đi chị, hoặc là em đang có thời gian em làm thêm, thì bắt đầu mình nói đến cái mức thu nhập tương ứng. Mình nói mức thu nhập tương ứng xong thì tôi sẽ bắt đầu vào bây giờ nhá, chị sẽ gửi cho em cái link cái video clip về vùng nguyên liệu. Em xem xong rồi chị gửi cho em cái link để em mở mã số. Em mở mã số đi để em trở thành nhà phân phối. Rồi chị sẽ hướng dẫn em để em vào đào tạo. Đào tạo là vào Zoom buổi tối như thế này như thế kia. Và đồng thời chị gửi luôn cho em, chị đã có nguyên một cái quy trình đào tạo nhà tư vấn mới chuẩn rồi. Chị sẽ gửi cho em. Và em sẽ học, chị sẽ học cùng với em lần lượt sau từng cái. Em dành cho chị 3 ngày thôi để tìm hiểu tất cả những thứ này. Và trong 3 ngày đó thì chị sẽ hướng dẫn em để em mua sản phẩm em sử dụng. Mà chị sẽ lên một cái đơn sản phẩm cho em mà em dùng chỉ khoảng 3 ngày thôi là em có kết quả rồi. Là vừa dùng này, vừa cảm nhận được kết quả này, và vừa học về các thông tin kinh doanh này. Sau 3 ngày là có thể chiến được rồi. Đấy, tôi nói thế, rồi tôi close lại và gửi đồ, gửi tất cả những thứ và lên đơn.
và tôi nói luôn là một đơn hàng mà mình sử dụng ấy là 100 điểm tương ứng với khoảng 2 triệu rưỡi, 2 triệu 6. Cái đơn hàng này là cái đơn hàng mà đủ cái lượng sản phẩm để em có thể tham gia được một chương trình là thanh lọc năng lượng và cân bằng, và giúp em cảm nhận được hiệu quả. Chỉ sau 3 ngày là em bắt đầu cảm nhận được hiệu quả rồi. Đến đây là kết thúc phần chia sẻ các anh chị em ạ. Tổng cộng chưa đến 25 phút đâu. Rồi ai có, bạn ấy có câu hỏi gì các bạn giải đáp nữa thì mới tổng mới là 25-30 phút. Rồi anh chị em rõ chưa ạ? Nếu anh chị em mà rõ rồi ý, thì là coi như chúng ta đã biết, chúng ta đã biết chia sẻ như thế nào dành cho những cái người mà chúng ta đã liên hệ được ngày hôm qua. Lưu ý này, nếu các bạn đang có một nhóm làm việc là rất quan trọng. Cứ mỗi lần mà các bạn nói chuyện được với một ai đó, các bạn kết thúc cái cuộc gọi đấy mà các bạn có trục trặc gì, các bạn hỏi ngay. Hỏi ngay, ghi xuống ngay. Nên là tạo ra nhóm là vì như thế, hỏi ngay và ghi xuống ngay, điều chỉnh ngay thì lần sau mình sẽ làm tốt hơn. Tất cả mọi người không có ai mà làm ngay từ đầu chia sẻ mà tốt. Tại sao tôi lại yêu cầu các bạn là nhắn tin cho 100 người trong một ngày? Là bởi vì với 100 người đấy, bèo nhất các bạn phải lên được 10 cái cuộc hẹn chia sẻ OPP. Và khi các bạn chia sẻ 10 cuộc xong á, thì các bạn bắt đầu quen miệng rồi, thuận miệng rồi, mở miệng tốt rồi. Thì sau 3 ngày liên tục như thế thì tự động các bạn sẽ biết phải làm như thế nào. Và một cái ý nghĩa hơn này, sau 3 ngày mà làm cùng nhau như thế, áp lực như thế, bạn đã hiểu thực sự được cái ngành nghề này bạn cần cái gì. Bạn đã hiểu thực sự được là những kỹ năng đấy thực ra nó chả khó lắm. 3 ngày đã có được rồi, 3 ngày đã có thể kiếm tiền được rồi. Thế thì nếu mà như thế, 3 ngày học, đọc những cái tài liệu, 3 ngày cùng với nhau để làm cái chiến lược 20-30. Và như vậy là tổng kết sau một tuần là các bạn chuyển hóa hoàn toàn. Và trong lúc đấy các bạn đã dùng, đã mua được một đơn 100 rồi. Kết thúc 6 ngày chuyển hóa xong, các bạn hãy nói với họ, giới thiệu thêm cho một người nữa dùng sản phẩm, là họ sẽ hoàn thành một mắt xích 200 điểm. Mình hình dung chưa? Họ sẽ hoàn thành được một mắt xích 200 điểm. Và đồng thời trong 3 ngày mà họ chiến đấu cho cái 20-30 thì có phải là họ đã có một cơ số những cái tư vấn viên mới không ạ? Có cái công việc nào mà sau một tuần tìm hiểu, sau một tuần dành thời gian mà vừa xong được đơn hàng 200 điểm mà vừa ra được một loạt những tư vấn viên mới không? Để có một đội nhóm không ạ? Và nếu có một cái công việc như thế, có một cách hướng dẫn như thế thì chúng ta làm hay là chúng ta chắc chắn sẽ làm? Rõ ràng là chúng ta đều cảm thấy là chắc chắn là chúng ta sẽ phải làm cái này rồi. Và các bạn hãy nhớ này, bài học của Rick Kem. Câu hỏi quan trọng đầu tiên, sau khi bạn đã có một tư vấn viên ký hợp đồng và dùng sản phẩm, thì việc đầu tiên quan trọng mà bạn phải làm cho họ là gì ạ? Bật mic trả lời giúp em là gì ạ? Bất kể ai. Bất cần một. Đúng rồi. Cảm ơn chị Thúy. Là giúp cho họ nhanh chóng có tầng 1. Thế thì bình thường ấy mà mình nói với họ thì rất khó. Nhưng nếu mình truyền động lực như thế nào để họ vào cái 20-30 với mình, thì Anna nói nhá, sau 3 ngày đấy bèo nhất người ta có 5 cái tầng 1. Bèo nhất có 5 cái tầng 1. Ngày hôm nay tôi tin là chị Nhi gọi điện ra, ít nhất chị Nhi phải có 5 cái tầng 1 trong ngày hôm nay thôi, là trong ngày thứ 2 thôi. Chưa kể là bạn cần phải có, bạn làm với họ 3 ngày. Và có phải là nếu mà bạn làm như thế thì tất cả các tư vấn viên của bạn đều hào hứng chỉ sau một tuần làm việc với bạn không ạ? Ngay từ đầu khi mà tôi làm, tôi chưa nghĩ ra được cái giải pháp này. Tôi cũng không dám mạnh dạn để hướng dẫn mọi người làm. Cho nên là những anh chị mà ngay bây giờ làm này đang rất là có lợi thế ạ. Đang rất là có lợi thế. Còn ngay từ đầu á hả, độ nhóm còn ít, và tôi cũng chưa chuyển hóa xong để mà tôi có thể ra được một cái chương trình mà nó rõ ràng như vậy cho các anh chị em. Và tôi cũng chưa quyết liệt với cả điều đấy nữa. Vì lúc đấy tôi cũng đang rất là mới. Thế bây giờ nếu mà chúng ta đang có một cái cơ hội đấy thì chúng ta hãy nỗ lực để chúng ta làm. Và sau khi chúng ta làm xong thì việc đáng nói ở đây là chúng ta hãy có thể sao chép được cái để mẹ học phải không? Để mình có thể sao chép được cái đấy xuống. Và bạn hãy hình dung nếu bạn có 10 tư vấn viên, 10 tư vấn viên đấy đều làm được như thế và đều sao chép xuống. Bạn có 100 tư vấn viên, 100 người đấy đều biết làm được điều đấy và sao chép xuống, thì hệ thống của bạn chả mấy chốc mà nó tăng trưởng vô cùng ổn định và phá tất cả các cái kỷ lục đã được có trước đây đâu. Đó,
Thì đấy là tất cả những gì mà Anna chia sẻ để anh chị em của chúng ta có thể sẵn sàng gọi điện video chiến đấu trong ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng là trước khi mà bạn gọi bất kể một cuộc gọi nào thì hãy nhắm mắt hình dung là bạn đang vô cùng tự tin về những gì mình đang có trong tay. Và đồng thời đây là cuộc gọi quan trọng nhất cuộc đời của bạn. Hãy gọi và nói chuyện với họ như đây là cuộc gọi quan trọng nhất cuộc đời của các bạn. Dùng 5 đến 10 phút để ghi lại cấu trúc của mình, ghi lại một số lời mình sẽ nói. Một cuộc gọi sẽ chỉ kéo dài tối đa là 30 phút thôi, không hơn. Bởi vì chỉ trong vòng 30 phút người ta có thể tập trung được và bạn chỉ cần xin người ta như thế thôi. Những ai mà chỉ có 20 phút thì bạn sẽ tự động để bạn làm ngắn lại. Họ quan tâm đến điều gì nhất thì bạn nói về điều đấy. Đó. Trong đôi khi chúng ta trình bày tất cả những gì chúng ta đang có, nó không tốt bằng bạn trình bày được đúng cái thứ mà người ta quan tâm. Cho nên là sử dụng những câu hỏi là rất là quan trọng. Và cái cách thức đặt câu hỏi là một cái điều mà mình phải tế nhị. Mình phải đặt câu hỏi làm sao mà nó dễ thương một tí người ta mới trả lời. Chứ đặt câu hỏi mà nghe nói như là phỏng vấn tội phạm ấy, hỏi cung ấy, thì đương nhiên người ta sẽ không trả lời các bạn một cách thoải mái. Và hãy nhớ rằng là chỉ có một loại đối tượng thôi, là những người đang muốn tìm hiểu và đang chờ mình gọi điện. Không có danh người lạ, người quen gì ở cái chỗ này nữa hết, ở cái chỗ gọi điện này nữa hết. Và khi mà bạn gọi điện với cái việc như vậy thì bạn hãy tự tin để mà cung cấp cho người ta cái giải pháp của mình, bất kể là quen hay lạ, không quan trọng. Bởi vì hãy nhớ rằng là anh Cường của chúng ta, 100% những cái thủ lĩnh hiện tại của anh Cường, tầng 1 của anh Cường đều là quan hệ lạnh. Và Anna cũng là quan hệ lạnh với anh Cường. Và Anna với anh Cường làm việc với nhau vô cùng mật thiết chỉ sau vài ngày. Bởi vì sao? Tôi cảm thấy được là tôi cần phải như thế để tôi phát triển được. Tôi cảm thấy là như thế. Thế còn nên là đương nhiên là mới đầu ai cũng là người lạ hết. Nhưng mà tiếp xúc nhắn tin được 2 lần rồi thì không có nghĩa là còn là người lạ nữa. Rồi, anh chị em đã tự tin để bắt đầu gọi điện cho khách hàng chưa ạ? Bây giờ Anna sẽ mở mic cho các anh chị em. Anh chị em còn câu hỏi nào thì mình hỏi. Còn nếu anh chị em đã cảm thấy là ok rồi, phải làm đã thì mới hiểu và tối ưu được, thì anh chị em có thể thả tim để kết thúc cái Zoom để chúng ta có thể bắt đầu chiến. Dạ, có ai có câu hỏi gì không ạ? Chị có. Dạ vâng ạ. Chị gặp nhiều cái trường hợp là những cái khách hàng của mình á, hiện tại họ đang dùng cái sản phẩm của hãng khác, ví dụ như Amway hoặc là Nuskin, mà họ đang rất là có cái kết quả tốt, và họ cũng rất là, có nghĩa là họ đang rất là cũng là đam mê với nó đó. Rồi một số là họ chưa bắt đầu kinh doanh, đang tìm hiểu kinh doanh thôi. Một số là trải nghiệm rất là nhiều. Thì với những cái người đó mình chuyển hóa làm sao cho họ nhanh, mặc dù mình cũng đi theo những cái bước như vậy, nhưng mà họ vẫn cảm giác là đang chần chừ, đang băn khoăn á. Thì chị có hai nhóm đối tượng đẩy mạnh hơn nữa, để có hai nhóm đối tượng, một nhóm là đã từng đang kinh doanh hay là đang dùng. Đối tượng này đối tượng kinh doanh hay đối tượng dùng? Chị Thúy ơi, đối tượng dùng và bắt đầu muốn kinh doanh. Đối tượng dùng, vậy mục đích của mình là bán sản phẩm cho họ hay là cho đang họ kinh doanh? Dùng. Muốn kinh doanh. Nếu bây giờ họ đang muốn bắt đầu kinh doanh ở chỗ đó đó. Rồi ok. Thứ nhất ấy là với cái nhóm mà đã làm những cái công việc ở chỗ khác rồi ấy, thì các bạn phải hiểu rằng này, riêng Amway họ đào tạo tư vấn viên có tình yêu với công ty lớn lắm ạ. Rất là lớn. Cho nên là để mà làm việc được với một anh chị em nào ở Amway, hoặc là người ta đang yêu như kiểu người ta đang yêu chồng cũ vợ cũ của người ta, thì mình cần phải người ta chờ người ta có thời gian chuyển hóa. Với những đối tượng này không thể nào mà mình chuyển hóa được người ta sau một ngày đâu ạ. Đối tượng này không thể nôn nóng được. Anna đã từng chứng kiến anh Cường làm việc với một anh ở bên một bên công ty khác. Anh ấy cũng là leader rất lớn, đã làm việc cả năm nay rồi ạ. Cứ thi thoảng là lại gặp, thi thoảng là lại cà phê, thi thoảng là gọi điện thoại, thi thoảng là chia sẻ và giữ một cái mối quan hệ tốt đẹp với họ. Cái hồi mà mới được chuẩn bị được cấp giấy phép lại á, hai anh ấy còn đùa nhau là nếu mà công ty nào không được cấp giấy phép thì cái thằng đấy sẽ về với cái thằng bên kia. Ví dụ thế, hoặc là rất là nhiều người khác. Thì riêng những đối tượng này là mình phải chờ đến khi mình có kết quả, mình có cái ô tô rồi và mình kết nối rất chặt với họ. Thi thoảng vẫn phải đưa lên lịch là những người này mình phải hỏi thăm, giống như kiểu những người làm cùng một lĩnh vực ấy. Chứ không thể nào mà ngay lập tức với những đối tượng đấy được, vì họ đào tạo tình yêu sản phẩm lớn lắm ạ. Và những công ty khác họ đào tạo cũng rất là chuyên nghiệp về sản phẩm, về cách thức làm việc, về cái phương pháp phát triển đội nhóm thì có thể mình mạnh hơn, mà về cái tình yêu công ty và tình yêu sản phẩm thì họ rất là mạnh.
Đấy, nên mình phải hiểu chỗ này. Rồi, cái nhóm thứ hai mà cái nhóm đang chần chừ ấy, là cái nhóm mà mình lại có thể khai thác được nhanh hơn. Thế thì mình phải hiểu lý do mà họ chần chừ. Thực ra ấy, trong cái phần mà những cái thị trường mục tiêu, có những cái thị trường mục tiêu, thị trường sụp, bạn phải biết rằng là gì? Anh Cường đã tổng kết lại rồi. Có chỉ có những thị trường mục tiêu sau thì các bạn nên tập trung. Một là những người đã từng kinh doanh network marketing mà vẫn còn yêu ấy. Thứ hai là những người mà ông bà chủ nhỏ solo ấy, giống dạng như Anna. Thứ ba là những người làm trong ngành y dược. Thứ tư là những người mà là cán bộ quản lý mà lâu năm mà họ cảm thấy chán cái việc đấy rồi nhá, chứ họ đang yêu cái việc đấy thì cũng khó. Cái thứ năm ấy là những người mà thích thay đổi, muốn thay đổi. Và thứ sáu là những người thích phát triển bản thân. Thế thì thứ nhất ấy, mình phải xem lại xem mình có đang target vào một trong sáu cái thị trường mục tiêu này không. Và thường để mà đi nhanh thì mình chỉ nên chọn một thị trường thôi. Ví dụ bạn có thể để ý anh Cường tập trung rất nhiều vào những người làm network marketing. Anh ấy mất nhiều thời gian để chuyển đổi họ thật. Một khi mà họ đã làm thì họ lại biết cách làm rồi. Mình nắm cái chỗ này. Đấy là anh ấy chọn như thế. Anna là chọn rất nhiều vào đối tượng là thích phát triển bản thân mà là chủ doanh nghiệp nhỏ. Tôi rất target vào đối tượng này. Tôi gần như không target vào đối tượng làm thuê luôn á. Đang làm công cao cấp tôi cũng không target. Bởi vì tôi biết là chỉ có đối tượng đấy mới linh hoạt thời gian và kiểu như là họ mới quyết liệt ngay được. Còn nếu không nhá, thì họ sẽ còn phải bị lương tâm cắn rứt để rồi đốt thuyền. Đúng không ạ? Thế mà đối tượng mà chủ doanh nghiệp nhỏ là họ có đốt thuyền ý. Khi mà họ đã quyết liệt rồi, họ vô cùng quyết liệt vì họ đã hiểu cái hành trình làm chủ. Đặc biệt là những cái ông bà chủ mà đang phá sản ý. Như anh Maro là một nhóm như thế. Tôi chưa bao giờ hình dung là anh ấy lại quan tâm các bạn ạ. Tại vì theo tôi biết về con người cũ thì tôi không thể hình dung được là anh ấy quan tâm. Ai dè đâu trong cái hành trình vật lộn thì ông ấy đã đọc rất là nhiều sách và bản thân ông ấy đã hiểu ra được những cái thứ này rồi. Thế là tôi tình cờ tôi mới thấy là anh ấy đang tìm hiểu bảo hiểm. Tôi bảo ủa vậy hả? Thế thì tôi bảo thế bây giờ tình hỏi ra tình hình tài chính, mình biết thì mình đang có trong tay một cái công cụ mà. Thế mình chỉ đơn giản là mình chia sẻ bảo này, em đang có trong tay cái công cụ này, anh tìm hiểu đi. Và với những người đấy mình không cần phải nói nhiều luôn á. Họ nếu mà họ cái lý do của họ đang rất đủ mạnh, họ đang ở một cái hố, thì việc của họ là tìm đủ mọi cách hữu ích, hợp lý. Và họ lại biết rằng là cái mô hình này là tốt nữa thì họ sẽ làm. Đấy là cái đối tượng của tôi. Một số anh chị em trong ngành y thì sẽ tìm đối tượng là làm ngành y. Đối tượng làm ngành y có thể là mới đầu mà để cho người ta lên được những vị trí cao như thủ lĩnh quốc gia này kia là cần thời gian lâu. Thế nhưng mà đối tượng mà làm ngành y thì lại có thể ra được những cái vị trí mà kiểu như tiêu thụ hàng nhiều á. Thì đây cũng là một loại chiến lược để mình có được cái khối doanh số trong bước đầu. Một số anh chị em thì mình tập trung vào đối tượng mà khao khát một sự thay đổi, giống như bạn Quỳnh Hoa hay là bạn Nhất là khao khát một sự thay đổi. Thì họ trẻ, họ chưa có gia đình thì bạn sẽ phải kèm họ. Bạn kèm họ để họ giống kiểu chiến binh ấy, một tờ giấy trắng tinh ngay cả về vốn sống luôn. Thì bạn kèm được họ thì họ cũng chiến mạnh mẽ. Mà cái mối quan hệ của họ thì sẽ chưa nhiều, là mình cũng phải biết như thế. Thì mình phải biết là mình đang tập trung vào đối tượng nào. Và phải thứ nhất phải xem lại mình có đang tập trung đúng vào một trong số những đối tượng đấy không. Và cái này quan trọng hơn này, câu số 2 này quan trọng hơn này, họ có đang khao khát hay không. Nếu mà bạn thấy là họ chưa khao khát thì việc của mình là sử dụng câu thần chú người tiếp theo. Tức là bạn cần phải tiếp tục tìm ra những người khao khát. Và những người đó đơn giản là bạn hướng dẫn người ta làm sao, người ta dùng sản phẩm và người ta giới thiệu cho bạn thêm một người nữa dùng sản phẩm. Đấy là cái giới thiệu số 1. Hoặc những người không khao khát, bạn có thể nói với họ cái cách là dùng sản phẩm miễn phí, giới thiệu cho 4 người dùng để họ được dùng sản phẩm miễn phí. Tức là chúng ta buộc lòng phải phân nhóm đối tượng của họ để chúng ta không mất nhiều thời giờ vào việc thuyết phục họ, và mình chỉ dành thời gian cho những đối tượng mà khao khát. Được như vậy, câu trả lời như vậy có được thêm được tí ý tưởng nào không hả chị Thúy? Yes. Oh. Ok em. Dạ, cảm ơn chị Thúy ạ. Và chắc chắn là câu hỏi của chị Thúy cũng là một câu hỏi mà rất nhiều anh chị em mình quan tâm, cho nên là chị Thúy cũng nêu ra đây để cho anh chị em mình có được những cái chiến lược. Thế thì hãy nhớ rằng là mình chỉ có thể làm được với những người có nhu cầu thôi. Tôi vẫn nói mà,
Nhưng ngày xưa tôi thích, rất thích một bạn, nhưng mà sau này mấy năm gặp lại tôi phát hiện ra bạn ấy gay, cho nên là tôi tán thế nào bạn ấy không đổ cả. À, thế là mình chỉ làm được những người có nhu cầu. Và ngay cả bản thân Anna khi mà giới thiệu thì tôi cũng đã từng có giai đoạn không có nhu cầu, 11 năm rồi tôi mới làm cái này. Cho nên việc của mình là mình cứ nói với họ là mình đang làm công việc này. Và mình cứ kết nối với họ. Và mình phải làm số lượng lớn thì mình mới phân ra được những cái nhóm dùng sản phẩm, có nhóm là đang chuyển hóa, có nhóm là khao khát ngay. À, và mình chia sẻ với rất nhiều người thì sẽ có những người khao khát ngay theo cái tỷ lệ là 80-20, mà 10% cho 100 người là 10 người cũng đã ngon lắm rồi anh chị em ạ. Cho nên là phải nhanh chóng có khoảng 100 cái presentation, 100 cái độ chia sẻ thì ít nhất bạn sẽ có ít nhất là 10 người, còn theo đúng tỷ lệ bạn sẽ có 24 vấn viên nếu bạn có 100 cái chia sẻ OPP. Và phải làm cái đấy rất là nhanh, trong vòng 3-4 ngày, 5 ngày, 1 ngày, 1 tuần, 10 ngày bạn phải làm xong cái số đấy rồi, chứ đừng có để xa hơn thì mình sẽ sao chép cái đấy xuống. Còn ai mà năng lượng lớn ấy thì không cần phải trình bày 100 người mới có 20 người đâu ạ. Mà bạn trình bày 50 người đã có 20 người, bạn trình bày với 30 người đã có 20 người rồi. Và với cái sơ đồ của Siberian, với những lợi thế của Siberian và với đặc điểm thành viên trong đội ngũ của Anna, một số anh chị em khác ở nhánh bên ngoài nhưng mà do là có năng lượng rất mạnh thì Anna tin chắc rằng là chúng ta đang có lợi thế. Anna tin rằng nếu bạn trình bày với 40 người bạn sẽ có 20 người. 20 người sẽ mua hàng hoặc là bất kể một cái gì đấy với bạn. Chứ bạn chỉ cần làm với 40 người thôi, và thời điểm hiện tại này bạn đã có 20 người rồi. Cho nên là hãy ngay nhanh chóng để làm, để phát hiện ra kết quả là gì. Và với những người đấy, suy đến tận cùng đơn hàng là quan trọng nhất. Nếu ai mà chưa chuyển hóa được ngay, hãy đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Hãy làm sao để cho họ có thể mua được đơn hàng, trải nghiệm sản phẩm và mạnh dạn hướng dẫn họ cái đơn hàng 100 điểm. Đấy là đơn hàng giúp họ bảo vệ sức khỏe và có cảm nhận nhanh nhất. Chỉ có khi có cảm nhận nhanh thì họ mới có hành động nhanh thôi ạ. Được chưa ạ? Ok, nếu anh chị em còn câu hỏi gì nữa không ạ? Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Nếu mà mình không còn câu hỏi gì nữa thì bây giờ là lúc mình chiến thôi. À, anh chị em đã có trong tay tất cả những cái gì mà tôi cũng dùng như thế, thậm chí còn không được đầy đủ bởi vì hôm nay còn có góp ý của rất nhiều những cái anh chị em khác. Và Anna đã thì còn lại cái này rồi, bây giờ Anna sẽ quăng nó lên trên kênh YouTube và Anna sẽ share lại cái link này để nếu anh chị em nào mà cần chia sẻ cho một số anh chị em trong đội nhóm của mình thì mình có thể dùng để mình chia sẻ lại. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ thả tim, chúc nhau may mắn và ngày hôm nay là ngày mà chúng ta sẽ chiến ra mã số để ra đơn hàng ạ. Chúc may mắn nhá. Ra mã số, ra đơn hàng.